Chắc là quý vị muốn có một cái nhân duyên được một bộ tượng này cũng hơi khó. Đến ngày hôm nay chắc là không vận chuyển tượng về được. Cái anh mà ảnh đặt hàng giùm, ảnh kêu sư phụ ơi, thôi về sau đừng có giới thiệu cho ai nữa, con làm đến đây là hết chịu nổi rồi đó. Con làm hết nổi rồi, có kêu ai đi vận chuyển được thì vận chuyển, mà anh này anh không chuyển thôi chứ không ai chuyển được. Anh ở Hà Nội á, anh Vũ này là chuyên bộ chuyển hàng Trung Quốc xưa nay, mà anh chuyển đến cái bộ tượng này là anh ngán, anh không chuyển nổi nữa. Và khi thầy chuyển tượng về từ Trung Quốc về Việt Nam á, cái đợt chuyển tiện trước á, thì những lô hàng trước người ta chuyển lên cho mình rất nhanh và rất là rẻ. Khi mình chuyển về 3-4 lô tượng nữa thì họ cất đó, họ không đưa mình nữa, cái chỗ chuyển hàng không đưa mình nữa. Và họ làm sao? Họ để đó từ từ, họ kêu là hàng chưa nhập về, họ lấy đi họ bán. Một năm trời không có tâm tích, tìm không ra, họ khóa điện thoại gọi không được. Mới nhờ mấy anh ở Sài Gòn đi tra lùng từ từ, bằng mọi cách, xong rồi họ mới nhoi cái tượng đó lại và chuẩn bị chở ra Nguyễn Chí Thanh bán. Họ thấy đẹp quá đó, họ giấu luôn. Một tượng Quan Âm Mẹ Bồng Con, tượng Di Đà cao 2 mét, tượng Tam Thánh ngồi. Cuối cùng lại nhờ, thì khi trước khi nhờ đó là cái nhà ngày đêm cầu nguyện, nhất là Đức Quan Âm Bồ Tát cho con lấy được cái lô hàng này về. Thì có nhiều người hỏi tượng nào thờ cũng được, chứ chi mà mình phải cầu kỳ tốn kém và khó khăn như vậy. Thì Giảng Nhàn mới nói cho quý vị như vậy. Mỗi người có một cái nhân duyên với một bộ tượng đó. Nếu khi mình có nhân duyên, mình cầu nguyện Phật gia hộ mà mình tìm ra đó là bộ tượng có nhân duyên với mình, thì Phật sẽ khuyến tạo cái duyên cho mình đủ tiền để mình thỉnh, hiểu không? Còn nếu mình chưa đủ nhân duyên phước báu thì mình mơ cái tượng nó vừa vừa thôi, cũng như tượng giống như tượng này thôi. Thì tượng này là cho miễn phí, ở chùa thầy đúc ra chắc cũng mấy ngàn tượng như vậy rồi. Hôm nay chị Thí phát Bồ Đề Tâm thỉnh 50 tượng, chút nữa vị nào mà muốn thỉnh tượng này về đó, tặng cho người tượng ha. Tượng này miễn phí không tốn tiền. Nhưng hôm nay quý vị đến đây tham dự để nghe một buổi nói chuyện thuyết pháp hôm nay, mà quý vị thỉnh cái tượng này về, cũng như chú Sa Di này kêu sao tự nhiên chùa thầy đúc cái tượng con thích quá, thôi chút nữa thầy cho con tượng nha, cái để cúng dường cho chú. Trong này ai có thỉnh không, giơ tay cho biết không? Ôi vậy hả, có 50 tượng chắc trong này đủ á, chắc đủ. Đây là mấy chú á tại chùa tự đúc ra, mấy chú tại chùa tự đúc ra tượng Di Đà ngồi. Nhớ tượng Phật Di Đà là có một cái chớm màu đỏ trên này nha. Còn tượng Phật Thích Ca là không có cái chớm màu đỏ trên này, mà có chớm trên đỉnh đầu, chớm màu đỏ đó ha. À, thì như vậy Phật hôm nay thỉnh một tượng không tốn kém cũng là Phật, là nhân duyên. Bộ tượng này có nhiều người hỏi bao nhiêu tiền mà đẹp quá, không biết mình hỏi có rẻ rẻ mình thỉnh bộ về. Cai thỉnh ông giơ tay lên thầy thỉnh cho. Mà đặc biệt là, đặc biệt chỗ này nha, là tới tại nha, tại cái xưởng á, chứ không có bán, ông không có bán qua tay. Tới tại xưởng đặt thôi chứ không có bán qua tay người thứ hai. Người nào đủ nhân viên đến là làm đặt, chứ không có bán đại trà cho người đi buôn đi bán lại. Thì ông này ông thấy thầy đến thỉnh cho nên ông bớt cái phần trăm trong cái tiền thỉnh á, cho nên cái tiền vận chuyển về là không có tốn. Nó mắc tiền là nó mắc cái nghệ thuật, cái bản quyền của họ. Và nó mắc tiền là mắc cái gỗ thơm. Bởi vì cái đây cái phòng nó rộng quá, chứ nếu mà phòng kính không có mở cửa là nó thơm dữ lắm. Thơm nhẹ nhẹ giống như là trầm hương, đàn hương. Và đặc biệt nữa nè, đặc biệt nữa là những cái sớ vân đó là bằng vàng thiệt. Ai cũng thích bàn thờ mình đẹp, ai cũng thích là tượng như ý muốn của mình. Nhưng mà mình thích như vậy là cái nhân, nhưng mà chưa đủ cái duyên cho mình cũng chưa thỉnh về được, phải không ạ? Thôi hôm nay thích tượng này ta cho khỏi tốn tiền. Thì như vậy hôm nay lắng nghe này, chỗ này quan trọng ha. Hai cái chỗ mà mình phải lo, mà hồi trước giờ mình chỉ lo một cái chỗ, đó là cái chỗ ăn để nuôi cái thân. Nhưng mình không lo cái chỗ bàn thờ để nuôi tinh thần.
Nuôi tinh thần tức là mình đến nơi đó mình thấy nó vui. Vui nghĩa là mình nhìn cái bàn thờ của mình nó trang hoàng đẹp đẽ, trang nghiêm thanh tịnh. Thì khi mình nhìn thấy như vậy đó là một cái chủng tử hay là một cái món ăn, từ con mắt mình á, mình nhìn thấy như vậy đó, đó là cũng là một cái thức ăn. Thì tạm dùng danh từ gọi là thức ăn để nuôi tâm hồn. Mình nhìn bàn thờ Phật mình thấy nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, mình tu được thời gian dài hơn thì tài tạm gọi rằng là thức ăn để nuôi tâm hồn. Rồi trên bàn Phật của mình mở tiếng niệm Phật, mở tiếng tụng kinh, mình nghe lại kinh của Phật, đây cũng là một thức ăn nuôi tâm hồn. Còn cái miệng của mình để ăn cơm á, là mình nuôi cho thân thể. Mà xin thưa, nuôi cho thân thể á, là bắt buộc mình phải nuôi nó mới tồn tại, nhưng nó không quan trọng bằng tinh thần ạ. Bởi vì sao vậy? Có người ăn uống đầy đủ phủ phê nhưng mà buồn chán đời quá, treo cổ tự tử chết. Lúc đó không có lối thoát của tinh thần, không có vượt qua được. Rồi lúc đó thì họ không đủ cái khả năng và không có phương pháp để an tâm, cho nên thành ra họ phải kết liễu đời mình bằng những viên thuốc độc cũng như là những bình thuốc độc. Khi họ quay lại không kịp nữa. Như vậy hôm nay có hai cái chỗ mà mình phải lo, mà có nhiều nơi họ lo, có nhiều nhà họ lo cái chỗ ăn quá là sang trọng. Cũng như hôm nay thầy ngồi nói chuyện với ba chồng của chị Thí, ông cụ mặc áo tràng vô. Ông cụ này 82 tuổi mà tự nhiên ông vô ông làm thầy cũng cảm động. Ông kia ông mới đi Mỹ 2 tháng ông về. Nhưng mà bên đó thì nhìn những cái bàn Phật mà trang nghiêm á, hoặc là những cái bàn Phật mà lộng lẫy đẹp như bên này ít. Ông cụ cũng nói ít. Bởi vì không có thời gian và không có nhân duyên á, cho nên thành ra họ thờ bàn thờ rất là bình thường. 82 tuổi mà ông còn lái Honda ông đi được. Ông qua đây, ông cụ ngồi nói chuyện cũng lâu. Thì hôm nay giáo nhàn muốn quý vị về, quý vị nhìn cái bàn thờ này trang trí nè. Thì bây giờ mình không được như bàn thờ như vậy, thì mình cũng thỉnh được Tây Phương Tam Thánh. Nếu ai có tượng Phật Thích Ca lúc trước mình đã thờ rồi đó, thì hôm nay mình vẫn để nguyên như vậy. Lúc trước có tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá mình quý rồi đó, thì mình vẫn để nguyên tại bàn thờ mình, không cho ai, không cho ai, không bỏ. Nhưng mà nếu mà bàn thờ nó lung tung tượng nó nhiều quá, Di Đà có, Quan Âm có, Thế Chí có, Dược Sư có, Địa Tạng có, Di Lặc có, mà thầy qua một cái nhà Phật tử ở bên Seattle, thành phố Seattle, tiểu bang Washington, họ thờ quá trời Phật luôn. Thầy kêu bây giờ vậy là cô thờ nhiều quá, cô niệm Phật nào? Cô kêu con vô con niệm Nam Mô Tất Cả Phật đủ hết. Bởi vì nó nhiều quá cho nên thầy niệm Tất Cả Phật luôn. Nhiều quá. Cho nên thành ra là mình làm sao cho nó gọn gàng. Hiểu không? Thí dụ lúc trước mình chưa chuyên tu tịnh độ, ở trên thờ Phật Thích Ca, Quan Âm, rồi kêu Quan Âm độ mạng ha, rồi kêu Đức Phật Di Đà ông rước mình về Cực Lạc cũng thờ thêm vậy nữa, rồi Di Lặc Bồ Tát đương lai hạ sanh ra đời, nếu mình không đủ duyên về Cực Lạc thì mình gặp Bồ Tát Di Lặc, nó lui số bu nó nhiều quá, thì mình làm sao cho gọn lại được không? Làm sao cho gọn lại? Còn đúng người tu tịnh độ, lắng nghe nè, thờ bàn thờ mới một tượng Di Đà cũng được, hoặc Di Đà Quan Âm Thế Chí đủ rồi. Có nhiều người nói sao tịnh độ lại thờ Di Đà Quan Âm Thế Chí, không thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Hòa Thượng Tịnh Không trả lời câu này nè. Hòa Thượng Tịnh Không trả lời câu này nè. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta ở cõi Ta Bà này nên theo Đức Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc. Vì Phật Thích Ca Mâu Ni ở đây chỉ có 80 năm thôi. Và Ngài ra đời mục đích là để giới thiệu Đức Phật A Di Đà, giáo chủ ở cõi Cực Lạc, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ ở cõi Ta Bà.
giới thiệu cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải thờ cái vị bổn tôn, đó là Đức Phật A Di Đà. Còn ai lúc trước đã có thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, mình vẫn để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Còn nếu mà mình thờ mới bàn thờ lại thì chúng tôi qua bên Tịnh Tông, hầu như là Hòa Thượng Tịnh Không chỉ thờ Di Đà Quan Âm Thế Chí, và có những chỗ Hòa Thượng thờ một tượng Phật A Di Đà. Phật nào mình cũng tôn kính. Nhớ ngắn nghe nè, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Luân Tôn, tất cả các Phật mình đều tôn kính. Nhưng nếu mà đã thờ, để thờ đó mà đi theo pháp môn tu á, thờ mà để mình lấy cái phòng thờ đó để mình công phu á, thì người tu tịnh độ bắt đầu lập bàn thờ mới Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí là đủ, là đủ Phật. Như vậy không thờ Phật Thích Ca, Phật Thích Ca có buồn không? Nói trời ơi, Phật mà còn buồn nữa. Có ông thầy, ông vô chùa thầy, lúc trước đó thầy thờ đúng một Phật A Di Đà. Thầy bước vô, thầy mời thầy nói chuyện chứ không phải giảng. Bởi vì chùa thầy có mình thầy giảng à. Sợ những vị thầy vô giảng mà không có đúng tông tịnh độ á. Mình chuyên tụng Kinh Vô Lượng Thọ, thầy kêu tụng Pháp Hoa cũng được, chắc các cớ về tụng Vô Lượng Thọ. Và xưa nay mình đã gieo duyên người ta tụng Vô Lượng Thọ, như vậy là đi lệch cái đường của mình, cho nên thầy ngại. Cuối cùng thầy bước vô nói chuyện, thầy nói mình mà không thờ Phật Thích Ca, Phật Thích Ca ông buồn lắm á. Phật Thích Ca không có buồn. Và mình không thờ có mang tội không? Không. Vì sao? Vì tội là từ tâm hỷ bán Phật mới mang tội. Cái chỗ này giảng cho kỹ một chút nè, chứ không là bây giờ đây một số các thầy nói không biết. Có một vài thầy nói vậy thôi chứ không có nói tên. Có một vài thầy khuyên người ta bỏ Phật Thích Ca, không thờ Phật Thích Ca, chỉ thờ Phật Di Đà. Không biết thầy đó theo cái đạo gì mà bỏ bổn sư, vị giáo chủ cõi Ta Bà mà bỏ đi. Không phải khuyên quý vị khi có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni mình thờ lúc trước, hôm nay mình thờ Tam Thánh mà mình đem Phật Thích Ca Mâu Ni mình cho người khác, như vậy là không được. Mình vẫn để những tượng cũ lại, mà những tượng cũ nó lu su bu, nó nhiều quá đi. Cái cô mà bên Seattle, Washington, Di Đà bà kiếm khoảng 10 mẫu, Quan Âm 7-8 mẫu, Thích Ca cũng 5-6 mẫu tượng, thấy tượng nào đẹp là bê về. Nhiều quá đi. Thì 4-5 ông, 7-8 vị Phật cũng là một vị thôi. Thôi mình cho bớt đi. Thì cái ổ sao cái tượng này bằng sứ đẹp quá vậy cô, mà cô có nhiều quá. Thôi cô cho thầy bớt một tượng đi, thầy thử vậy thôi chứ không phải là mình thiếu mình xin gì. Cứ có không, cái tượng này là con có nhân duyên lắm á, con đi thỉnh từ ở Việt Nam về đây á, cái tượng này đẹp lắm, thôi con không cho thầy được. Cô kêu coi trong này có cái tượng nào tặng thầy tượng, và cái tượng nào cũng đẹp thôi khỏi tặng thầy luôn. Làm Di Đà 3-4 tượng, 7-8 tượng, cái nghĩa là đủ thứ nhiều quá. Mình có nên thờ gì không? Chặt bàn thờ hết trơn. Cô kêu đến nỗi mà con thấy đẹp đến nỗi mà con treo sau lưng á, con lạy Phật này mà cái mông con chẳng vô Phật kia con cũng sợ nữa thầy. Vậy thì cô dọn bớt cho gọn đi, chứ sao mà cô thờ dữ vậy? Mà kêu khoái, thấy tượng nào cũng treo. Thì cái này gọi là gì? Cái này là chấp Phật. Nghe chấp Phật không? Chấp vô Phật cũng bị chướng ngại. Còn thờ Phật khác nha. Thờ Phật là khác. Thờ Phật là mình thờ những vị Phật. Thí dụ người ta tu về thiền là hay thờ Đức Bổn Sư cầm một cái cành hoa sen. Để làm gì? Để khai thị cho đại chúng cái tích sử hồi xưa đó, mà Phật còn tại thế đó. Ngài cầm cái cành hoa sen, ngài dơ lên để khai thị cho đại chúng, thì có ngài Ca Diếp mỉm cười. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói hôm nay ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, truyền cho Maha Ca Diếp. Rồi có những người thờ Bồ Tát Quan Âm mà hóa thân thành vị Bồ Tát là Thiên Thủ Thiên Nhãn, là họ tu Mật Tông. Họ chỉ thờ bên Mật Tông đó, họ chỉ thờ một vị Bồ Tát này, hoặc là những vị Bồ Tát Quan Âm mà ngài hóa thân mà theo những cái hình dạng của Mật Tông á, họ thờ các vị này. Còn tịnh độ, Hòa Thượng Tịnh Không khuyên là thờ Tam Thánh là đủ. Còn không là thờ một Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn quý vị không có duyên thỉnh được cái tượng cốt này, quý vị lấy một cái bức tranh Phật Di Đà, quý vị treo ở trên cái vách, quý vị lạy Phật
Phật có chứng không? Chứng. Còn nếu quý vị không có tượng Phật luôn, có nghĩa là trong phòng ngủ chỉ có cái phòng trọ à, hai vợ chồng ở trong Tịnh Thất Quan Âm ở Đức Trọng á, nghèo đến mức độ mà hai vợ chồng có phòng trọ, thì bây giờ treo Phật ra làm sao? Treo trong phòng ngủ sợ mang tội. Thì thầy kêu không treo trong phòng ngủ được thì quay mặt về phương Tây, mặt trời lặn á, mỗi buổi sáng ngồi niệm Phật lại Phật. Phật chứng minh không? Chứng minh. Có cảm ứng không? Có luôn. Quý vị biết lúc trước mà khi Tịnh Thất Quan Âm mới hình thành, nghèo đến cái mức độ mà không có tiền thỉnh một tượng cốt này về, phải làm gì? Lấy cái mẫu tượng Phật đi xuống dưới Mỹ Dung á, ở Đức Trọng á, thì thầy nhờ họ in ra một cái tượng Phật Di Đà cao 2 mét mà bằng hộp đèn quảng cáo, biết không? Những cái hộp đèn quảng cáo người ta vô máy người ta in ra đó, là in cái tượng nó ra mà không có tiền để làm gì? Để mua những cái khung sắt về hàng, hàng thành cái khung xong rồi đó Mỹ, mới lấy cái tượng bằng cái hộp đèn đó mới căng ra bắn vít vô. Cũng không có tiền mua được gỗ mà mình làm cho cái bàn nó tươm tất, hàng cái khung sắt là làm gì? Đi mua cái mua niệm mà gặp anh chàng Cường đó, nó tặng cho cái mua niệm màu vàng về để làm cái bàn thờ. Cái mua niệm tức là một cái miếng vải bằng mua niệm đó, nó cứng cứng màu vàng, xong cái bắt đầu mình trang trí, mình cắt ra mình đóng thành một cái bàn thờ. Mà cái ngày khai mạc pháp hội năm 2007 á, là cái bàn thờ như thế. Mình nghĩ sao mà lạ, cái đời trước mình không biết bố thí cúng dường, không biết làm phước, cho đến đợt này, đời này mình vô tu mình lại nghèo quá cỡ nghèo. Hai cha con mà đến nỗi mà không có, nhiều lúc không đủ ăn luôn. Từ năm 2000 đến 2007 á, mà đặc biệt ông cụ là khi mà đưa ông cụ 2000 đi qua bên đó là ông cụ bị bệnh suy tỷ nữa. Truyền máu trong vòng khoảng tháng mấy là hết tiền truyền rồi, chuẩn bị chết rồi. Sao khiến sao cái bắt đầu cái ông phát bồ tâm đề tâm ăn chay niệm Phật phóng sanh, sống lại được 9 năm, từ 73 tuổi cho đến 82 tuổi. Ông cụ ba thầy, hai cha con ở trên núi nghèo không có người đi lên. Đi giảng mà thầy đi xe đò đi xuống Sài Gòn giảng. Rồi chuyện gì cũng làm, coi phong thủy cũng coi. Nên có nhiều người coi phong thủy kêu thầy ơi, thầy coi phong thủy nghe nói hay lắm, thầy đến thầy coi giùm con cái chuồng heo, sao heo này nó đẻ không cái sai. Rồi trời ơi, giờ kêu thầy đi coi phong thủy chuồng heo nữa, mở cửa chuồng heo nữa. Thầy ý muốn, thầy muốn nói như vậy là chuyện gì cũng đi, đám ma đám chết gì cốc cốc chen chen làm hết. Vậy mà không đủ ăn. Nó lạ. Kỳ vậy ta. Bây giờ đi hoài Phật tử về chùa không có người hướng dẫn họ tu. Giảng cho các chùa, mỗi lần lên giảng là Phật tử đông 500 ngàn. Mà sao chùa mình không có ai? Rồi có vấn đề rồi. Thôi bây giờ mình ở tại chùa mình, một người cũng là Phật tử về chùa mình, năm người cũng là Phật tử về chùa mình, về lúc nào lại gặp mình lúc đó. Thôi mình ở nhà mình niệm Phật, nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không nói. Nếu ai ở nhà chân thật niệm Phật, tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ này 3 năm có kết quả. Cầu gì được đó, nguyện gì được đó. Vì cầu nguyện này là do công đức của mình cộng với sự gia trì của Phật, chắc chắn thành công. Nghe lời Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không năm 2004, năm ngoái thầy qua đảnh lễ ngài ở bên Hồng Kông, nói vậy cái mình tin. Tự nhiên có duyên với ông cụ này, có duyên với Hòa Thượng này, tin. Không đi đâu nữa, bắt đầu khai mạc pháp hội. Mà bữa đó quý vị biết Không có tượng, chỉ lấy cái hộp đèn á, in thành cái bức tranh, rồi lấy mấy cái khung sắt ba vuông á, hàng thành một cái khung sắt, làm thành một cái bàn thờ, thờ Phật á. Cũng khai mạc pháp hội mà được có 5-7 người à. Hộp leo que mấy người à. Sáng trưa chiều tối, một ngày 4 thời niệm suốt, niệm Phật suốt. Lần lần cái được 5 bà già. Từ từ cái bắt đầu lần lên, cái người ta cúng dường một cái tượng bằng đá non nước chở vô. Rồi cúng dường tượng đá non nước chở vô cái thờ tượng đá, cái mà có tượng mới rồi, cái bắt đầu mình lấy cái tượng Phật A Di Đà đó. Khi mình lấy cái tượng Phật A Di Đà bằng giấy á, bằng cái miếng đó đó, dời xuống cuốn lại cất, để lại cái tượng Phật bằng đá lên một tượng. Sau đó bắt đầu người ta cúng dường một cái tượng mà lạ nha, cái niệm Phật cái bắt đầu cúng dường từ từ nha. Cúng dường một cái tượng cao 3 mét bằng nhựa, đẹp vô cùng,
thì thầy cúng dường cái tượng đá cho người khác, cũng một tượng Di Đà thôi. Bởi vì cái pháp hội nó lớn rồi đó, nâng cái mái cao quá thì cái tượng to cho nó tương xứng. Rồi cúng dường cái tượng Di Đà đá cho chùa khác. Một tượng Di Đà cao 3 mét, bởi vì tượng bằng đá nó nhỏ, có 1 mét mấy 2 mét, nó không có cầm xứng với cái môi trường đó, với cái quang cảnh của cái chánh điện. Rồi niệm Phật càng ngày sao đông quá trời, đông ngồi tràn ra ngoài luôn. Rồi cái bắt đầu đi qua bên Mỹ giảng năm 2010. Qua Mỹ giảng thì sao? Tới ngay chỗ đúng mình nghĩ có nhân duyên nha. Năm 2007 thấy thầy Ngộ Thông ở bên Cali, ông mang cái mẫu tượng về bằng nhựa mà người ta dát vàng, đẹp quá đi. Mình mơ ước chứ không biết khi nào mình có được cái bộ tượng như vậy. Nhớ nghe, mình mơ ước, mình tưởng, mình tha thiết cái tự nhiên thời gian cái tượng nó đến với mình, gọi là tâm tưởng sự thành, cảm với Phật. Thấy cái mẫu tượng mà ông in, thầy in ra bằng giấy á, thầy cho nhiều người thích mà mình cũng thích. Bây giờ không biết cái mẫu tượng này mình thỉnh ở đâu. Cái đi qua tới Cali giảng, rồi đi qua Texas, ghé vào nhà một anh Phật tử. Thì cái bộ cái tượng đó y chang như cái tượng thầy Ngộ Thông hồi xưa, bằng nhựa cao 2 mét, giác vàng, anh thờ trong nhà, anh mời đến ăn vị. Anh nói thưa thầy, cái tượng này con thỉnh về rất là màu nhiệm, con thờ trong nhà con mà chưa có thầy nào đến ăn vị. Thôi thỉnh thầy đến ăn vị, mà con có tâm nguyện là thầy nào mà thích cái bộ tượng này là con cúng dường Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí và Địa Tạng. Mà bốn tượng. Thì thầy kêu thầy mơ ước cái bộ tượng này từ lâu lắm rồi. Nếu mà anh phát tâm như vậy thì anh cúng dường cho tịnh thất Quan Âm của thầy. Anh kêu rồi con được, con xin cúng dường. Con hồi hướng cho vợ trước của con. Hỏi hồi hướng là sao? Vợ trước của con chết, vợ trước con nói là em có một tâm nguyện ân huệ cuối cùng. Thì anh này anh hỏi ân huệ gì? Em có một ân huệ là em chết rồi, anh ở như vậy nuôi con đừng bước thêm một bước nữa. Trời ơi, nó chơi có cái tâm nguyện này dữ dội ta. Thì ông chồng, ông thấy ung thư gần chết rồi, thôi ông hứa đại đi cho chết, cho để nằm đó thấy tội quá. Anh kêu thôi được, anh hứa với em là anh ở như vậy nuôi con, rồi em cứ ra đi cho nhẹ nhàng. Anh hứa là anh phải làm á, nếu anh không làm là em đi theo em phá anh. Trời, còn tuyên bố vậy nữa chứ. Thì ông nghĩ vừa chết thì chết rồi, ai có thấy đâu, chết có còn đâu, ông cũng chưa hiểu đạo. Rồi cuối cùng ông hứa. Cho nên dặn quý vị là bà xã bà chết, bà làm gì làm đừng có hứa nghe chưa. Hoặc ông xã ông chết, ông làm gì đừng có hứa nghe. Cuối cùng hứa. Hứa thì sao? Chôn cất xong xuôi tiếp tục thêm bà nữa kéo về. Trời, không biết con nhỏ vợ thứ hai mà nó chướng tai gai mắt. Nó chướng tai gai mắt khủng khiếp. Làm gì nó cũng cản. Thờ Phật nó cũng cản. Thỉnh thầy về kêu thỉnh mấy ông đó làm gì? Về bỏ đi ông mất không có nó. Kêu thôi con cúng một bộ tượng như vậy để con hồi hướng công đức cho vợ trước của con, cho nó siêu thoát đi. Thì thầy kêu bây giờ ông phải làm đúng như cái nguyện đấy mới siêu thoát, cộng với là công đức để thỉnh tượng nữa, để cúng dường tượng nữa. Cho nên thầy mới nói là công đức cúng dường tượng thù thắng. Nhưng mà ông này không có đủ phước. Ông kêu nếu thầy nhận rồi thì con gọi qua Arizona để con cúng nợ. Biết cúng nợ? Cúng nợ là trả góp. Cúng tượng Phật trả góp. Thì cái bà đó bà thấy bà cũng đồng ý. Thì thầy hỏi nếu mà anh cúng nợ như vậy là khoảng bao lâu anh mới đủ trả? Anh kêu khoảng 2 năm. Trời, đi làm bên đó 2 năm mới đủ. Thì thầy đồng ý cho anh gieo duyên cúng nợ. Thì bà chuẩn bị chuyển tượng về thì cổ mới nói rằng là cái vốn cho anh cúng nợ bữa nay tôi không đủ vốn để giữ tượng. Thôi bây giờ tôi trả cái tiền nợ, trả cái tiền anh mới trả đó. Tức là bà không đồng ý chịu nợ nữa, để bà bán cho người khác, chắc bà có mối rồi sao không biết. Cái bộ tượng này không trở về tịnh thất Quan Âm của thầy nhà nữa, mà tôi đi bán cho người khác. Bây giờ người khác trả đủ, còn anh trả 2 năm tôi không đủ vốn để bao cho anh. Anh nghe vậy anh kêu rồi, chắc mình hết đủ duyên, không đủ phước cúng dường tượng rồi. Thì cái cô đi chung với thầy á, cô kêu thôi để gia đình con cúng. Cô gọi qua bên đó mà kêu thôi trở về đi, tôi gửi cho ông. Thì bà đó mới trở tượng về. Bởi vì thầy nghĩ lúc đó thầy tưởng là thầy không đủ duyên để thỉnh tượng nó về rồi. Bởi vì anh đâu có cúng trả góp được nữa đâu. Mà bà cô không chịu bán, tức là bán cho người khác thì mình làm gì có bộ tượng đó. Kêu rồi mình mừng hụt mà, chắc không có đâu.
Cuối cùng sao quý vị biết không? Gia đình cô Như Thủy, Như Phước ở bên Oregon đó phát bồ đề tâm cúng dường cái bộ tượng này là 60.000, là 1.2 tỷ, chở mang về lại Tịnh Thất Quan Âm, đóng bàn đóng đồ xong, bây giờ thầy thờ cái bộ tượng mà quý vị hay thấy trong phim không ạ? Nhiều lần thấy lạ nè, ngã mấy cái đèn ở trên xuống, nó định cháy á nghe, mà sao nó không có cháy mấy cái tượng, không có cháy, nghĩ rằng là nó trong đêm khuya nó ngã mấy cái đèn xuống mà nó cháy ngay chỗ cái bàn mà nó không cháy cái tượng. Cái bộ tượng ở tại Tịnh Thất Quan Âm Di Đà, Quan Âm Thế Chí và Địa Tạng, thì khi mà thỉnh bộ tượng đó về rồi, cái bắt đầu Tịnh Thất Quan Âm nó rực lên, nó rực rỡ lên, nghĩa là gì? Phật tử kéo đến cứ ngắm bộ tượng, Phật tử hoan hỷ quá chừng luôn. Rồi bắt đầu cái bộ tượng đó nằm để trong chánh điện, rồi một cái là rực rỡ chánh điện lên, ai cũng lên thích công phu hết trơn. Cho nên quý vị biết, từ năm 2007 đến 2012 mới đủ nhân viên thỉnh bộ tượng đó về. Là bao nhiêu? 2007 đến 2010 đến 2012 là 5 năm. Không biết làm sao mà mỗi lần giác ngàn mà thích thấy những bộ tượng mà đẹp rồi, mơ ước mà nằm mơ cũng muốn, nằm mơ mà thấy luôn. Bây giờ mình mơ mộng quá mà, cho nên mơ thấy tượng luôn. Thì khi mình mơ ước, mình nguyện như vậy đó, thì cái tâm của mình á, nghĩ đến Phật, mình có công đức, thành kính với Phật, mình có phước báu. Thì sao? Thì sao? Phật gia hộ cho mình có tiền để thỉnh. Mình không có tiền cũng có người khác cúng dường. Thì lúc đó trong tâm của thầy suy nghĩ lại, có những người nghèo không có tiền thì mình phải mua nhựa về mình đúc. Bước đầu thầy không biết đúc, bước đầu không biết đúc, bước đầu không biết đúc thì phải làm sao? Nhờ anh Phong, anh Minh đó, anh đặt lần cứ 100, 200, 100, 200, có khi 500, 500 tượng á, tặng cho Phật tử. Mà khi mình nhờ ông đặt á, thì một tượng Di Đà số lượng nhựa cũng như vậy, mà cao 6 tấc là 500.000. Nhưng mà thầy kêu bây giờ cứ đặt hoài như vậy đó thì không có được số nhiều, bởi vì mình mua nó mắc quá. Thì kêu mấy chú đi ăn cắp nghề. Bây giờ nó cũng không chỉ nghề luôn quý vị. Chỉ nghề vậy mất mối nó làm sao? Rồi sao? Tự nhiên cái anh biết làm tượng này, anh về chùa anh tu. Biết anh làm ăn sản nghiệp bên trong, về anh tu. Anh về anh tu xong lấy khuôn lên anh chỉ mấy chú. Ông chỉ mấy chú xong rồi, có hai ba chú tu ngán quá, học ra nghề rồi đi về mở tiệm tượng bán. Vậy mà cũng làm ăn được. Thì bắt đầu mấy chú mới ăn cắp nghề, mấy chú mới đúc ra nhiều mẫu lắm. Bữa nay mới ra một cái mẫu hoàn thiện, quý vị thấy trang nghiêm không? Một cái bàn thờ mình làm nhỏ nhỏ, thỉnh cái tượng Phật Di Đà như vậy là đủ. Thì lúc trước rất là nhiều, đúc nhiều lắm. Bây giờ vẫn cứ tiếp tục đúc. Chị Thí gọi điện vô thỉnh 50 tượng. Có những người ta bỏ tiền ra người ta thỉnh đó, để người tặng người khác. Thì chùa lấy tiền đã mua nhựa về đúc. Nếu thỉnh một tượng, nếu mua một tượng như vậy nè, mua lại người ta làm á là 500.000. Nhưng mình mua nhựa chỉ có 150 à. Như vậy cứ một tượng mình mua là mình làm thành được 3 tượng thôi. Làm thành 3 tượng. Mà các chú rất thích đúc những tượng này. Hàng ngày mấy chú ra đúc tượng, bởi vì mấy chú tin 10 công đức Ấn Tống Tượng Kinh Tượng Phật mà. Đó. Thì chùa thầy xây dựng cái nền tảng công đức bằng từ lúc có tiền gom góp, thầy á gom góp đi thỉnh tượng về để tặng cho người khác. Và bây giờ đúc tượng để tặng cho người khác thì Phật nói là 10 công đức tạo tượng in kinh rất thù thắng. Thì hôm nay muốn nói lại, khi mình thỉnh một vị Phật này, có những lúc mình có tiền mà mình ra chợ mình thấy bộ tượng đó đẹp quá mà hỏi thì không đủ. Không đủ tiền. Khi về lại để lấy tiền ra người ta thỉnh rồi. Mình không đủ duyên. Có tiền mà thỉnh không được à. Nhưng hôm nay quý vị đến đây không có tiền mà vẫn thỉnh được. Cái này là có duyên. Đúng không ạ? Có duyên với Phật. Nhưng mà mình có duyên với một vị Phật nào, cái lúc mình lâm chung á, thì vị Phật đó xuất hiện mà mình cảm được á nghe. Thí dụ như là mình có duyên với mẫu tượng Phật Di Đà này đi. Mình cứ chiêm ngưỡng Ngài, mình nhìn Ngài. Cho nên thành ra cái lối tu của Hòa Thượng Tịnh Không là hay thờ
những mẫu tượng Tây Phương Tam Thánh hoặc một Phật Di Đà để lúc lâm chung các ngài đó hiện ra đưa mình về Cực Lạc, có hiểu không? Hiểu hiểu cái ý của Hòa Thượng Tịnh Không nói điều này không? Chứ không phải là Hòa Thượng Tịnh Không bác không cho mình thờ Phật Thích Ca, không phải vậy đâu. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã nhập Niết Bàn rồi, mà ngài nói mình phải về Tây Phương Cực Lạc là phải thờ cái vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, mà vị giáo chủ ở Tây Phương Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà. Và ngài mình kêu mình phải tụng kinh Vô Lượng Thọ để mình có những cái chủng tử ở cảnh giới Cực Lạc, mình có cái duyên gieo duyên. Mỗi lần mà quý vị tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ là quý vị gieo duyên với cảnh giới Cực Lạc nha. Mỗi lần mình nhìn tượng Phật A Di Đà là mình gieo duyên mình với cha lành mình ở Tây Phương Cực Lạc nha. Mỗi lần mà mình niệm A Di Đà Phật là mình gieo duyên mình với cha lành mình ở cõi Cực Lạc nha. Nhưng mà mình niệm Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà cũng niệm lại mình. Chỗ này quan trọng lắm đó nha. Mình niệm Phật, hình như Phật niệm lại mình. Mà lắng nghe nè, khi Phật niệm lại mình nghĩa là Phật gia hộ cho mình phải không? Phật gia trì cho mình phải không? Và Phật giúp đỡ cho mình phải không? Cái ý mà Phật niệm lại mình là như thế. Nhưng mà muốn Phật gia trì, Phật niệm lại cho mình, Phật giúp đỡ cho mình, Phật gia hộ cho mình, thì mình phải niệm Phật, niệm cho cảm nghe. Mà muốn niệm cho cảm là phải không gián đoạn thường xuyên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà lạ nghe, người niệm Phật thời gian sao nó tỉnh, nó ít ngủ. Ra niệm Phật đường ở đây mới có 2 giờ thức à. Mà thường trong chùa không đi tới đi lui, không có sinh hoạt, nói chuyện nhiều quá, cái tinh thần nó tỉnh táo niệm Phật nhiều quá, 1 giờ. Có khi 12 rưỡi, có bữa mới có 2 tiếng thức dậy, 9 giờ ngủ mới 11 giờ, 11 giờ mấy thức dậy. Thức dậy làm cái gì? Cứ niệm thầm trong đêm khuya vậy đó, vắng vẻ một mình trong cái thất cứ niệm. Càng niệm thấy nó càng an lạc. Và có một lần chợt tỉnh, Phật A Di Đà đang nghe mình niệm Phật. Phật A Di Đà đang thấy mình niệm Phật. Phật A Di Đà đang biết mình niệm Phật. Và Phật A Di Đà đang niệm lại mình. Chỗ này hay lắm. Khi mà quý vị cảm được cái cảm giác này rồi, nó tuyệt vời. Muốn khi nào cho có cảm giác này? Phải thức khuya dậy sớm, chịu khổ chịu cực, ăn chay niệm Phật, lạy Phật lâu ngày. Lâu ngày không phải một ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Ấn Quang Đại Sư nói 30 năm ta ở trên núi, ta nhìn Phật gỗ, Phật cốt, Phật xi măng, Phật giấy là Phật thiệt. Dễ sợ. Nhìn thấy tâm nhất như thanh tịnh, thấy là Phật thiệt đang mỉm cười nói chuyện với mình. Bởi vì mình đang niệm Phật, mình thấy tượng Phật gỗ, tượng Phật cốt, Phật xi măng đang nói chuyện với mình. Dễ sợ. Ấn Quang Đại Sư nói, Ấn Quang Đại Sư viết trong cuốn Văn Ngôn Luận này. Ngài kêu ngài niệm Phật, đến một lúc ngài nhìn Phật gỗ, Phật cốt, Phật xi măng là Phật thiệt. Bởi vì các ngài đang nói chuyện lại với mình, không còn phân biệt đây là tượng gỗ, tượng cốt, tượng xi măng nữa. Mà đây là Phật thiệt. Muốn như vậy là phải có thời gian niệm Phật. Từ 2007 đến hôm nay, cái câu niệm Phật hầu như là gắn bó với thầy. Gắn bó lắm. Biết gắn bó không? Gắn bó tức là nó ở bên cạnh với mình là một. Mà cái lối niệm như thế nào mà mình đi ra ngoài đường hoặc là mình không làm phiền người khác, cái hơi nó ra vừa đủ cái tai nghe, nó làm hoài như vậy. Niệm một thời gian sau mình cứ ổn. Bữa nay sao mình giống Di Đà vậy ta? Thay đổi tướng, tướng thay đổi. Tâm mình thanh tịnh niệm danh hiệu Phật Di Đà, tướng của mình từ từ nó đổi ra như Phật A Di Đà. Nhìn lại cái hình năm 1990 á, chụp để làm chứng minh nhân dân, trời ơi nó xấu bà cố luôn. Nhìn thấy nó thảm mà nó không thật á, nó thê thảm. Bây giờ lấy tiền mà đi thẩm mỹ viện giàu có đó nghe, thẩm gì thẩm đi nữa nó cũng chả ra chi hết trơn. Mà muốn cho cái thân tâm mình nó đẹp thì mình lấy cái tâm mình để nó chuyển cái thân. Hòa Thượng Tịnh Không lúc trước
cũng xấu lắm, cái mặt không có tròn đầy đặn, mà cái càm của ngài á nó nhọn xuống và gương mặt gọi là chết yểu. Tử vi toán số nói ngài chỉ 45 tuổi thọ mạng đến đó thôi. Thầy thì bao nhiêu? Không quá 30 tuổi. Ông Thìn chấm tử vi, tử vi toán số nó chấm được cái thọ mạng của mình ngay. Nó biết thọ mạng của mình đó, tức là nó lấy được những cái dịch số cổ Khổng Minh Gia Cát Lượng á, nó tính được cái thời lượng thọ mạng của mình. Và thượng tinh nói ba ông thầy 45 tuổi, hai vị kia đúng 45 tuổi chết, một vị tu giới luật trang nghiêm, một vị tu tịnh độ mật tông, hai vị chết 45 tuổi. Và thượng tinh không bị một căn bệnh nặng. Ngài kêu nếu thọ mạng hết nghiệp đến, bác sĩ chữa không được. Còn nếu thọ mạng mà còn thì mình niệm Phật nó sẽ qua. Và chính nhờ câu niệm Phật kéo dài thọ mạng. Ngài vô ngài niệm Phật một tháng trong thất, không uống một viên thuốc, hết bệnh. Ngài nói nếu lúc đó ngài đi á thì ngài vãng sanh phẩm thấp nhất, gọi là hạ phẩm vãng sanh, phàm thánh đồng cư độ. Mà đến ngày hôm nay á là ngài phải là thượng thượng phẩm vãng sanh, thường tịch quang tịnh độ. Thầy tin chắc vị hòa thượng này. Mà không phải thầy đề cao vị hòa thượng này ngang, muốn gặp ngài không phải dễ, phải long thần hộ pháp cho vô á ngang, chứ phải người đời đâu. Thầy tính đúng long thần hộ pháp cho vô. Qua bên đó không liên lạc được ngài, ở trên núi không xài điện thoại, tắt nguồn hết. Tới ngay chỗ tịnh tông đó, thầy với hòa thượng Thiện Huệ chụp cái tấm hình gửi lên ngài, cái ô cho lên. Nhưng bao nhiêu? 5 người. Cho lên mà 5 người thôi, không cho đông. Ban tổ chức gọi lại, hòa thượng đồng ý cho lên 5 người mà trên núi. Cuối cùng gặp được cái cô mà gọi là sắp xếp cho những cái sắp xếp cho những cái khách Phật tử, những người lên đảnh lễ hòa thượng á. Gặp được bà. Mà sở dĩ sao gặp? Vừa trong một cái pháp hội tâm thầy hệ niệm xong, vừa xong cái tự nhiên thầy ngộ đạo, ổng là người Đài Loan, ổng quắc cái là bắt đầu là thầy với hòa thượng Thiện Huệ chạy vô, thêm chú Quang đệ tử thầy chạy vô. Khi chạy vô cái bắt đầu ngồi cười không biết nói tiếng. Bởi vì thầy ngộ đạo cũng biết nói tiếng Việt, mà thầy cũng không biết nói tiếng Tàu luôn, cho nên ngồi cái nhìn cười không à. Đổi cái bắt đầu cái là có một cô biết dịch tiếng Anh vô, cái là chú Quang ông nói tiếng Anh, xong mới hỏi qua nói lại rồi xong xuôi hết. Mới kêu bây giờ muốn lên thăm đảnh lễ hòa thượng thì thầy ngộ đạo mới chỉ cô này nè, cô này sếp nè, nếu mà thầy ngộ đạo không quắc mà không chạy theo không vô á thì đâu gặp cô này được. Cô kêu tôi nhận được thông tin hòa thượng cho lên 5 người thôi. Thì thầy nói lại với cổ, thầy năn nỉ thì kêu thôi cô hoan hỷ đi, nói bằng tiếng Việt chú Quang dịch lại. Năn nỉ cô gọi điện lên lại, cô nói cô xin sao không biết được 40 người lên luôn. Mà lạ nha, 40 người lên mà một cô đó là ở tên là cô Đông á, cô ở tại Hồng Kông á, cô thuê hai chiếc xe xong, cô xếp người xong xuôi hết rồi, quý vị biết sao? Cô lên xe 7 chỗ, cô chạy ngang qua cái đầu xe 50 chỗ, đầu xe 25 chỗ cho xe lên trên núi đó, cho không cho 50 chỗ. Cô chạy ngang qua cái đầu xe 25 chỗ, cái thằng kia nó ở dưới, nó chạy xe 50 chỗ, nó chạy lên đó, thì nó đâu có thấy đâu, cái xe nó cản rồi. Thì cô vừa bước qua xe kia lên tán cái lật ngửa, chỉ còn tích tắc vài giây cô bước lên xe là cô lên đảnh lễ hòa thượng phải không? Cô đi xe nó đi lên, cô đi qua tán cái lật ngửa, bể đầu chảy máu, mang nhà thương. Đến nỗi mà chỉ còn tích tắc vài giây để bước lên xe mà bị tai nạn vẫn lên không thăm hòa thượng được, không có đảnh lễ hòa thượng được. Lên thăm hòa thượng, đảnh lễ hòa thượng là cái hình này chụp ngồi cạnh bên ngài. Đây là 88 tuổi, mới hồi năm ngoái nè, 88 tuổi, quý vị thấy đẹp không ạ? Ngài làm gì vậy? Niệm Phật không à? Hàng ngày cái A-mi-thổ-phổ, là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mà ngài niệm 4 chữ nha, ngài niệm 4 chữ là A-mi-thổ-phổ, là A-di-đà-phật. Quý vị có nghe cái tiếng của ngài niệm rồi đó, trong mấy cái máy đó. Nhưng mà có một số các thầy nói phải niệm Nam-mô-a-di-đà-phật mới đầy đủ, thiếu hai chữ Nam-mô là không có cung kính. Nam mô là cung kính, là quy mạng, là quay về. Thiếu hai chữ Nam mô như vậy là không cung kính, niệm trọng trọng ông Phật ông ghét, không có rước. Không phải, 4 chữ là đủ danh hiệu rồi, còn hai cái danh từ Nam mô là danh từ chung, Nam mô Quán Tham Bồ Tát, Đức Quan Âm Bồ Tát cũng là một vị Bồ Tát là cổ Phật rồi đó, cũng Nam mô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thì hai chữ Nam mô đó là danh từ chung. Ấn Quang Đại Sư nói là bốn chữ cũng được, là không thiếu, mà sáu chữ không thừa. Mà mình niệm bốn chữ nó gọn, nó được nhiều hơn, đúng không ạ? Mà lúc ngáp ngáp mà hơi thở nó yếu là bớt hai chữ cũng đỡ lắm ạ. Đúng không ạ? Thầy ngồi thầy tính toán cũng dữ lắm á nghe. Cho nên mới có 44 tuổi, lúc nào phải cạo cho sạch cho nó bạc dữ lắm. Mình tính toán dữ lắm mà. Tính toán cái chuyện để mình tu hành không có gì, không phải tính toán lợi danh. Nhà đó làm sao? Lúc lâm chung niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Nhưng niệm bốn chữ không nổi nữa. Bởi vì lúc đó cái hơi mình không còn nữa. Thì nó thở ra làm sao? Bốn chữ không được nữa. A Di Đà. Không được chữ Phật. Cái cô nằm trong phòng hộ niệm á, cô yếu đến cái mức độ mà cô còn lại có hai chữ. A Di Đà Phật niệm không nổi nữa. Dễ sợ. Bốn chữ niệm không nổi luôn. Thì cô niệm sao? Phật. Phật. Một chữ là Phật A Di Đà. Hằng ngày cô niệm Phật A Di Đà quen rồi. Cho nên cái lúc đó cổ chỉ niệm một chữ Phật, mà trong đầu cổ là đang niệm Phật A Di Đà. Phật A Di Đà có đến rước không? Rước luôn. Dễ sợ. Cho nên thành ra cái lối tu của Hòa Thượng Tịnh Không thầy thích. Chuyên nhất một môn là tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm bốn chữ A Mi Thụ Phụ là A Di Đà Phật. Thay đổi cả một cuộc đời. Từ một cái bàn thờ năm 2007 không có tiền thầy á. Không có tiền để thỉnh một cái tượng Phật về mà in bằng cái hộp đèn. Quý vị biết hộp đèn quảng cáo không? Đưa trong máy nó in ra đó. Vậy mà bây giờ từ cái tượng mà hộp đèn, người ta gọi là tượng bạc, tượng bằng giấy, bây giờ nó thành tượng vàng. Thấy tượng vàng thì thất quan âm không? Tượng giác vàng đúng không ạ? Thì niệm Phật từ từ thay đổi cảnh giới, thay đổi phước báu. Thay đổi từ không có công đức nó thành có công đức. Rồi Phật đến với mình. Mà Phật đến lạ, đến nỗi cái anh đó anh cúng cho mình mà anh không có tiền trả góp, mà lại có cái gia đình cô Như Thủy đó mua lại cúng dường. Lắng nghe nha. Cái người mà thỉnh được tượng Phật như vậy về, người ta phải trải qua ba yếu tố. Chiều nay thầy qua chùa An Sơn, thầy khai thác cái chỗ này mà chứng nghiệm bản thân. Lắng nghe nè. Thứ nhất, họ phải tin Phật, nhớ Phật và thích Phật. Mình không tin, không thích, không nhớ có được không? Có gì, Phật có về với mình không? Cũng giống như là mình không có thích, có vợ thì mình có vợ được không? Trời ơi, mấy ông bê đê, ông chán vợ chết đi. Làm sao ông có vợ? Đúng không? Bây giờ không có thích. Mà nhà Phật mình đó là gì? Là cảm. Không cảm thì không ứng. Không thích thì không về với mình. Mình phải thích Phật, kính Phật, quý Phật. Thì một chút xíu kính, một chút xíu quý đó, âm thầm công đức như gió không thấy mà nó hội tụ. Ấn Quang Đại Sư nói một chút thành kính là một chút công đức. Thành kính mình thích Phật á, là có công đức. Mà công đức này là cái bộ rễ, cái nền tảng để nó sanh ra cái phước báu là tiền bạc của cải vật chất. Lúc trước thầy không có tiền bạc của cải vật chất, nhưng mà là thầy là có một cái nhân duyên là thích kinh Phật, thích tượng Phật, thích phóng sanh. Đó, những cái thích này quan trọng nha. Rồi từ từ cái bắt đầu lần lần cái nền tảng nó xây đắp lên. Xây đắp đến cái năm 2014 á, là thành tựu đến cái mức 800 cụ. Hơn 800. 400 chú. Hoàn toàn là coi qua những cái đĩa này người ta tới nè. Coi qua những cái đĩa người ta tới chứ người ta không biết thầy ở trên đó. Nhờ những cái đĩa này mà người ta kéo nhau đến 1.200 người ở tại tỉnh Thất. Và thêm 300 người đi đi về về là 1.500. 1.500 người này sinh hoạt một tháng 2 tỷ. Dễ sợ. Cứ một tuần là 500 triệu. Tiền ở đâu? Tiền ở đâu? 4 ngày chủ nhật họ về họ bỏ vô đủ. Dễ sợ. Có những lúc mình coi thử coi cái công đức niệm Phật có phải là thù thắng
mà Phật nói là thâm tín A Di Đà Phật là điều được đầy đủ không? Không giảng, đi qua Mỹ, đi qua Canada giảng, tức là tại chùa không giảng 2 tháng. Năm 2014 là bỏ đi 2 tháng qua bên Mỹ, qua Canada 4 tháng chứ. Mỹ 2 tháng, Canada 2 tháng, để coi thử coi người ta ở nhà người ta niệm Phật nó có thiếu thốn hay không, hay là mình giảng người ta mới về người ta cúng đầy đủ. 4 tháng vẫn đủ luôn. Nhiều lúc dư để in tượng Phật nữa. Bây giờ sổ này ghi kỹ lắm, cứ tuần lễ 500. Bây giờ còn lại tuần lễ bao nhiêu? Tuần lễ bây giờ gom lại 4 tuần là 500 triệu. Bây giờ giảm lại còn cái 500 người. Thầy nói như vậy không phải là chùa thầy giàu, mà chùa thầy là công đức tràn ngập, cho nên là tự nhiên phước báu nó tới. Cái rễ mà mình bón phân tưới nước nó đầy đủ rồi thì hoa trái tự ra, phải không ạ? Còn mình cứ đè hoa trái mình hái hết mà không tưới, bón phân tưới nước cái bộ gốc thì cây nó làm sao? Chết. Chết không? Chết không? Nó khô cằn, nó chết, nó hết chất dinh dưỡng, nó chết. Mình cứ lo làm ăn kiếm tiền làm giàu, con cái học hành đỗ đạt, xe cộ nhà lầu xe hơi, ai cũng mơ ước chuyện này. Không ai mà không mơ ước chuyện này. Nhưng mà cái gốc là công đức không có, cho nên thành ra mình mơ ước nó cũng không có. Trong mạng mình không có tài, và Thượng Tịnh không, nó giao ngân hàng mình nó cũng sập tiệm. Không đủ cái phước quản tiền, không có đủ cái phước quản tài, không có cái công đức để nó xây dựng cái nền tảng của phước báu là tiền bạc, là cái điều mình muốn. Cho nên cái phước báu sở dĩ có là cái từ cái công đức này mình làm ra. Từ cái công đức này mình làm ra. Thí dụ 10 công đức in tượng, 10 công đức phóng sanh, 10 công đức niệm Phật, 10 công đức lạy Phật, 10 công đức in kinh. Thầy tin chuyện này. Bây giờ chùa thầy từ lúc nó nghèo, không có gạo ăn, nó nghèo quá trời nghèo luôn, mà đến bây giờ cho đến một tháng 2 tỷ và gạo người ta cúng đầy ăn không hết, từ những công đức này hình thành. Tin, tin điều này. Nhưng mà bây giờ quý vị làm bằng cách nào? Nếu mình không có tiền, như nãy thầy nói, cái chú mà vừa rồi ông mới bị đại tràng mổ cái khối u gì trong đại tràng cái này, anh họ của chị Chi đây nè, anh vô anh ngồi nói chuyện, anh kêu mời con mới đi cắt cái khối u ở trong đại tràng, trong ruột. Hỏi giai đoạn mấy rồi? Kêu mới giai đoạn 1, mới phát hiện sớm. Thì thầy mới nói rằng là sở dĩ mà anh bị những cái khối u trong ruột đó đó, mà hồi xưa người ta nói là bệnh tùng khẩu nhập, bệnh từ miệng mà vào. Mà khi bệnh từ miệng mà vào đó, là cái nhân để mà gây ra bệnh á, nghe bác sĩ nói là nhân, cái điều bệnh là do chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Nhưng mà ông bà mình hồi xưa nói không có sai. Đơn giản, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, đúng không? Cho nên thành ra bây giờ ăn chay thì ít bệnh, mà từ miệng mà vào, mà ăn thịt nhiều thì bệnh nhiều. Thịt đó là gì? Là con thú nó chết. Khi giết nó như vậy, có những con thú bị bệnh nè. Có những con thú mà nó thù hận, tức tối, bực bội, mà khi nó chết nó sân hận. Nó đâu có phải là mình nó im cho mình giết đâu, nó phải la. Khi nó la nó là sự căm thù nó lớn lắm, thì nó gia vị trong xương trong thịt nó. Thì mình ăn vô, mình nhiễm những cái tư tưởng độc đó trong thịt con thú. Nói về tâm lý nghe. Và con thú này bị bệnh mình không biết, nhiễm bệnh từ con thú, ăn hoài thế nào con dính. Cho nên Ấn Quảng Đại Sư mới nói là trong thịt có độc, bớt ăn thì bớt độc, mà không ăn thì không độc. Ấn Quảng Đại Sư nói trong này nha. Còn ăn rau cỏ không độc, vì nó không có tư tưởng nằm trong loài thực vật. Mà loài động vật là thịt cá, nó có tư tưởng, khi nó chết nó vẫn còn gia vị cái tâm bực bội nó trong đó. Đây là nói, đang nói về tâm lý học nha. Đang nói về tâm lý học, về khoa học á. Cho nên thành ra hôm nay thầy ăn chay đến ra là 32 năm. Đi xuống bệnh viện hoàn hảo, xét nghiệm không có một cái bệnh gì luôn. Hoàn toàn không có bệnh gì. 32 năm là ăn phải nói là ăn rồng, ăn trơn chánh luôn á, chứ không phải tối tối lấy ăn mặn nha.
ăn chính hiệu ông Đa Vàng luôn á, không thấy bệnh. Không, đây là kinh nghiệm bản thân nha. Nhưng có nhiều người nói là không có thịt nó thiếu sức, tôi mới ăn chay bữa tôi chóng mặt à, thiếu máu, làm gì thiếu lẻ vậy? Chưa quen, cảm giác chưa quen đúng không ạ? Và tinh thần sợ hãi nữa phải không ạ? Và không có người khuyến khích cho nên thành ra mình sợ phải không ạ? Sợ rồi mới làm cho mình tối mặt tối mày. Cứ việc ăn chay, nhớ nghe, ăn chay vô nhiều, thường xuyên thì chậm già. Trong cuốn sách này Phật Ấn Quang Đại Sư là tổ, tổ vị tổ này là người ta tôn kính lắm. Ông nói làm sao? Ăn chay là chậm già, ăn chay là ít bệnh, ăn chay là mạnh khỏe. Khỏe là sức khỏe dẻo dai. Cho nên cái người mà thờ Phật mà ăn chay nữa đó thì mâu cảm với Phật. Mà người tụng kinh mà ăn chay nữa đó mâu cảm với kinh. Có cái ông đó ông nói: thưa thầy, con nghĩ như vậy mà con ăn chay nè thầy. Hỏi sao? Con nói miệng nào ăn thịt chúng sanh mà miệng nào tụng kinh. Ví dụ nó mọc hai cái miệng này, bên này cái miệng ăn thịt, còn bên này cái miệng tụng kinh. Thì ông kêu thôi kệ đó, miệng này nó vô đường, còn miệng kia nó ra đường không sao. Còn cái này nó có một cái à. Ví dụ hai lỗ mũi thì miệng này nó vô, nó tụng kinh, miệng này nó ăn thịt thì được. Mà nó cất cớ nó có một cái à. Cái ông ngộn suy nghĩ. Ông kêu miệng nào tụng kinh của Phật mà niệm nào ăn thịt. Ông nghĩ vậy cái ông ăn chay trường. Có nhiều người ngộ lạ lắm nha. Thầy ngồi thầy giảng vậy họ không nghe, họ nghĩ thôi thầy nói vậy thôi chứ mình ăn 10 ngày là được rồi, chứ lỡ mất sức mình còn làm việc, còn mấy ông thầy ông ở không, giỡn không, mấy thầy mà ở không làm dữ lắm đó. Như thầy là thầy làm dữ lắm đó. Bây giờ sáng nay giảng 2 tiếng rồi đi giảng 2 tiếng với chùa ăn sơn nữa đó nha, rồi về làm túi bụi xe ngầu á. Công nhân quý vị là không bằng công nhân thầy đó, công nhân thầy bây giờ là còn 500 á. Phải điều khiển công nhân đó làm việc làm sao hợp lý, hàng ngày tụng kinh bao nhiêu thời. Cắt cớ mấy công nhân để kình lộn mấy bà già bảo cũng lũ đạn dữ lắm à, bảo dữ lắm à. Không sắp xếp là coi chừng bà phá banh chùa mình chứ không có giỡn đâu á. Mấy bà già cái nghiệp chướng sâu đặng mà. Cho nên thầy công nhân của thầy nó cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình biết cách sắp xếp. À, cho nên chúng tôi muốn nói với quý vị là công việc của thầy cũng nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Mà ăn chay vẫn khỏe. Thường là buổi chiều không bao giờ ăn. Hôm qua chị thấy kêu thầy, con cũng bắt trước thầy con không ăn chiều rồi, nhưng mà chị con phải nấu cái món cái gì đó. Mì Quảng nó ngon dữ lắm thầy. Bây giờ chị con nấu rồi thôi thầy lâu lâu ăn bữa thầy. Mà công nhận hôm qua ăn cũng ngon thầy cả nhà. Cái miệng của mình niệm Phật á, ăn cái gì nó cũng ngọt ngọt hết trơn à. Lạ. Còn mình bực bội mình khó chịu ăn cái gì, gà hầm vịt tiềm, ăn đồ bổ mà thấy cái miệng nó ngán à. Ăn không ngon. Không ngon thì sao? Dịch vị không có tiết ra mà không có tiêu hóa thức ăn để nuôi cơ thể. Ăn đồ bổ mà cứ bệnh hoài. Nó lạ nghe. À, như vậy cho nên thành ra cái pháp môn mà thầy đang phổ biến đơn giản. Phật nói 10 công đức phóng sanh, thì từ muốn thành tựu công đức phóng sanh này thì từ cái ăn chay mà làm. Vì sao vậy? Mình ăn chay thì mình bớt cộng nghiệp với người giết. Hồi nãy thầy nói với cái anh họ của chị Thúy đó, mình bớt nghiệp của người giết đi á, tức là con heo đó nó sống 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 1 năm, 2 năm, mà mình cắt ngang cái thọ mạng đó thì cái người giết này bị thọ mạng ngắn. Lắng nghe nha, lắng nghe chỗ này nha. Người ăn cũng cộng nghiệp thọ mạng ngắn. Vì nếu không ăn là không cộng nghiệp, mà ăn là cộng nghiệp. Nhớ chỗ này nè nha. Thọ mạng ngắn thì sao? Nó sanh ra cái bệnh nan y hồi nào không hay. Ông anh ruột của thầy năm nay mới có 47 chưa? Thầy 44 thì ảnh 46 à. Không biết mẹ thầy đẻ làm sao cứ 2 năm đứa đều vậy. Già bấm bằng 7 đứa. Đều 2 năm điều tra. Còn bà già tứ ít lắc đầu cứ 51, 23 đứa. Bà già lắc đầu ở trong chùa thầy. Thầy năm nay 44 ảnh mới có 46. Hồi trước quý vị biết ảnh nhậu cái gì không? Chuyên môn là nhậu ruột con này ruột con nọ, nhậu suốt. Cuối cùng thấy đứa con nó quậy nó phá dữ quá, đưa đứa con nó qua bên chùa, đưa đứa con cả ảnh qua bên chùa thầy tu. Anh cũng theo ảnh qua luôn, cái bây giờ ảnh cũng ở bên đó anh tu. Gia đình này cũng không giàu,
hình như cũng còn ít tiền gửi ngân hàng hàng tháng đủ ăn, thôi không làm nữa, sức khỏe mình cũng yếu rồi, mới có 46 tuổi anh lên chùa, thầy hàng ngày anh tu, hai vợ chồng tu, cầm làm cư sĩ thôi. Đùng ra cái ung thư giai đoạn 3, trong ruột có cái cục, mổ rồi di căn. Mà cái lúc đầu vừa nghe một cái là xuống tinh thần, mặt mày sơ sát. Thầy kêu thôi bình tĩnh, trước chết sau cũng chết, nghe lời thầy niệm Phật phóng sanh đi, thọ mạng kéo dài. Anh kêu niệm không nổi, cứ sợ cái chết nó ám ảnh luôn. Bác sĩ nói còn 6 tháng nữa. Thầy kêu bữa nay tin thầy đi, nếu niệm Phật còn lại 3 năm. Ông cụ kia nó còn 3 tháng mà ông còn kéo 9 năm mà. Bố thầy á, nghe cái bình tĩnh trở lại niệm Phật, bữa nay gương mặt khác. Nhìn thấy sắc diện bữa nay nó khác lại, không có tàn tạ như lúc trước. Xong biết tóc ổng bị đen, lúc trước tóc đen mà nghe ung thư cái tóc bạc chắc, bạc quá trời, lo nghỉ ngủ không được, bạc, lạ kỳ. Cuối cùng bữa nay nghe lời thầy phóng sanh niệm Phật, bắt đầu tỉnh lại chút, bữa nay đi xuống xạ trị rồi đó. Xạ trị chứ chưa hóa trị như anh này. Anh này 12 lần xạ trị, 8 lần hóa trị. Ngày mai anh chàng này sẽ lên, chiều nay anh chàng là lên Phật Pháp nhiệm màu. Ở chùa thầy có một anh đó, anh hóa trị chỉ có 2 lần mà tóc rụng bây giờ mọc không được, răng rụng hết luôn. Mỗi lần anh lạy mà ói máu ra không. Cho nên thầy, hôm qua thầy đến nhà cái anh chàng này mà anh kêu anh xạ trị mà 8 lần mà anh bây giờ anh còn ngồi đây là thầy thấy anh này phải nói là cái phước báu thọ mạng anh còn. Chiều nay anh lên chùa An Sơn anh nói Phật Pháp nhiệm màu. Sở dĩ vì sao ông này ông sanh ra cái bệnh đó mà mới có 46 tuổi, vì cộng nghiệp với người sát sanh. Cộng nghiệp là sao? Người ta trực tiếp giết, còn mình gián tiếp ăn, là cộng nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp đó là nghiệp thọ mạng ngắn. Thọ mạng ngắn nghĩa là thay vì mình sống được 60 năm còn lại có 30 năm hoặc 40 năm. Thay vì mình sống 80 năm còn lại có 60 năm. Thí dụ như thầy là ông Thìn đó, ông chấm tử vi là ông kêu 30 năm là hết đời. Hết đời này. Hòa Thượng Tịnh Không là 45 năm là hết đời. Thọ mạng đến đó thôi. Bởi vì cái thọ mạng này nó ảnh hưởng cái đời quá khứ mình không biết phóng sanh. Cho nên đời trước của thầy là không biết phóng sanh và không biết bố thí, cho nên bệnh eo ọ. Lúc trước đi tu cũng bệnh eo ọ, đi tu cũng bệnh eo ọ. Từ khi công đức phóng sanh nó hình thành, nó bắt đầu cái bệnh nó giảm lần, hầu như không còn bệnh. Thầy tin dữ lắm. Và đời trước không biết phóng sanh, cộng nghiệp gián tiếp sát sanh, không biết ăn chay, cộng lại cái hệ số đời này thọ mạng ngắn. Đời trước không biết bố thí cúng dường, cộng lại cái hệ quả đời này không có phước báu, nghèo. Cho nên cái phước đời này là do cái gì? Do thầy làm trong đời này chứ không phải đời trước có. Không biết đời trước có cái quỷ để sẵn, không phải, đời này làm ra. Kéo dài thọ mạng cũng đời này là ăn chay phóng sanh, khuyến khích người ăn chay phóng sanh. Và cái phước báu đời này để hình thành, nuôi được các cụ già, lo lắng cho tam bảo, được có cái tiền mình mới lo được chứ, thì tử cũng từ công đức in tượng Phật phóng sanh hình thành. Như vậy bây giờ cái thọ mạng của mình ngắn, giàu cho mình giàu có của cải vật chất, mà mình chết sớm hay sao, có hưởng được không? Không hưởng được. Thì bây giờ cái gì quan trọng nè? Kéo dài thọ mạng quan trọng. Cho nên Phật mới nói là kinh vô lượng thọ là đại biểu cho vô lượng. Vô lượng quang có trí tuệ sáng suốt cũng không phải là đại biểu. Vô lượng công đức, tiền bạc của cải công đức đầy đủ cũng không phải là đại biểu. Mà thọ mạng kéo dài là đại biểu cho tất cả các vô lượng. Đúng không? Cho nên mới lấy đề kinh là Phật thiết đại thừa vô lượng thọ đó. Bây giờ mình muốn kéo dài thọ mạng thì sao? Lạy Phật là kéo dài thọ mạng. Bởi vì mình thành kính lạy công đức của Phật, mình muốn thọ mạng kéo dài, Phật gia trì cho mình. Từ câu A-di-đà Phật là vô lượng thọ, đúng không ạ? Mà mình cứ âm thầm mình niệm mình lạy như vậy là thọ mạng kéo dài. Mà buổi sáng mình lạy là mình vận động cơ thể, vận động mà không hao năng lượng. Bơi lội hao năng lượng nè. Hao năng lượng là mình phải tiếp thịt, tiếp cá, tiếp sức vô, ăn đồ vô, phải không ạ? Còn bây giờ mình đi chạy bộ, mình đi thể dục cũng hao năng lượng, ra mồ hôi tiêu hao năng lượng. Còn lạy chậm, lạy Phật vừa có công đức mà không hao năng lượng, tập thể dục vận động cơ thể,
Nhất là khi mình lạy xuống như vậy, máu nó bơm lên trên não như vậy đó, cái đầu của mình nó sẽ tỉnh táo, ít đau đầu, ít thiếu máu lên não. Xuyên buổi sáng chịu lên lạy Phật, một thời gian thành thói quen, lạy Phật xong bước ra ngoài, nhìn thấy quang cảnh ngoài trời đẹp đẽ quan hỷ, thì điều lành nó đến với mình từ cái tâm quan hỷ đó. Cho nên làm cái việc gì cũng kiết lợi. Cuộc đời mình có sức sống, mình có sức sống, làm một việc đơn giản vậy thôi mà có sức sống nha. Rồi kế tiếp nữa gì? Đủ điều kiện mình cứ phóng sanh, ăn chay trường, từ từ kéo dài thọ mạng. Cái đó là một cái cách để mình tích lũy cái quỹ này, cái quỹ thời gian. Rồi mình niệm Phật, mình in tượng Phật cho người ta, là mình được cái công đức. Đó là công đức gì? Trí tuệ sáng suốt. Cho nên quý vị biết cái lượng đĩa mà thầy làm, cứ mỗi lần lễ Vía Quan Âm từ chuẩn bị 19 tháng 2 này, 60.000 đĩa, khoảng 300 triệu. Mà hồi trước giờ là mười mấy lần như vậy đó. Thì Phật nói là bố thí pháp là trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ đó có dùng được không? Dùng trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh và mọi nghề nghiệp luôn. Thay vì tự nhiên mình làm đến đó nó tắc nghẽn, khiến sao sếp của mình hoặc cái việc mình giải quyết không ra, mà sao buổi sáng mình niệm Phật một thời, bây giờ việc gì cũng hanh thông, nó lạ. Việc gì mình tính nó cũng ra. Bây giờ có trí tuệ mà. Trí tuệ đó từ đâu? Từ cái công đức niệm Phật. Bị A Di Đà Phật là vô lượng giác. Vô lượng giác là trí tuệ mà, đúng không? Cho nên cái lối tu và cái lối giảng của thầy, những người trẻ người ta cũng thích. Bởi vì sao vậy? Trẻ có cần trí tuệ không? Có cần hiểu biết sáng suốt không? Cần chứ. Ai cũng cần chuyện này. Cho nên Phật mới nói là di tuệ thị nghiệp. Thường vô trong những nhà chùa đó, để cái bản là di tuệ thị nghiệp. Di là chỉ. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Khi có trí tuệ rồi thì làm việc gì cũng thành công, thì sự nghiệp đến với mình. Từ sự nghiệp trong đạo cũng như sự nghiệp của đời. Mà muốn sao cái trí tuệ? Nhanh nhất, đơn giản nhất, niệm A-di-đà Phật là vô lượng trí tuệ. Mà chính A-di-đà Phật này cũng vô lượng thọ luôn, thọ mạng kéo dài luôn. Thấy một câu A-di-đà Phật thầm diệu không? Cho nên mới là một câu A-di-đà Phật mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài tán thán danh hiệu này, là danh hiệu A-di-đà Phật. Vì A Di Đà Phật là vô lượng kiếp ngày tu, bao nhiêu công đức trí tuệ thọ mạng và bao nhiêu cái sự tu tập của ngài, ngài hồi hướng trong cái danh hiệu này. Mà ai mà chịu niệm một thời gian, thọ mạng kéo dài, thân tướng người ta thay đổi. Mình nhìn một cái người đó, nhìn sao thấy họ đẹp quá, nhìn là cảm mến liền. Thì cái phước đời trước họ có, mà đời này họ, trời ơi, giữ như bà chằn á. Mà sao nhìn họ mình cảm tình, vì cái phước đời trước có. Nhưng đời sau cái họ mất cái đó liền. Họ hết liền, hết đẹp liền. Không ai cảm mến nữa. Bây giờ cái phước của họ không còn nữa. Nhớ nghe. Vì vậy cho nên thành ra khi mình thờ một cái tượng Phật, mình lạy Phật, mình công phu mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối. Buổi tối là để làm gì vậy? Buổi tối mình công phu để mình ngủ được an lành. Buổi sáng mình công phu để mình đối duyên xúc cảnh, mình làm việc để những cái điều tốt nó đến với mình. Cho nên hai thời công phu này là không bỏ. Không bỏ ha. Gần 2 tiếng rồi hả? Nãy giờ ngồi trên ghế thấy êm chân quá, nghe ru hồn quá ha. Quý vị nghe nha, thầy giảng là thầy không có soạn trước. Trong tâm nó có cái cảm xúc sâu kín mà mình thấy nó có lợi lạc cho bản thân mình á, nói ra cho họ để họ tu. Một cái buổi nói chuyện như vậy là hai cái camera của thầy quay xong đó nha. Thì giờ thầy làm xong thầy đưa lên trang web vôlượngthọ.vn, mấy chục ngàn người họ lên họ coi. Họ kêu sao mà lúc trước mỗi lần về nhà ban đêm mở phim kiếm hiệp, phim tình cảm, mở ca nhạc Thúy Nga, nghe riết rồi thấy không có cái gì trong đó hết trơn à. Mà sao bây giờ về nghe đĩa thầy xong rồi nó ngủ ngon, nó khỏe trong người. Mà gia đình bắt đầu ăn chay, hài hòa, hòa hợp lại. Cho nên thành ra con ghiền đĩa thầy dữ lắm. Có anh chàng ở bên Victoria, quý vị biết Victoria nó ở đâu không? Ở Canada. Nó nằm một cái đảo gần Vancouver. Thì Vancouver đó phải đi 4 tiếng đường, 4 tiếng tàu. Cái tàu nó lớn lắm. Cái tàu nó chứa chắc cũng 5.000 người. Ôi ôi cái tàu, chưa nói xe nha, không biết mấy ngàn chiếc xe. Nó một cái tàu khủng khiếp vậy. Đi trên một cái đảo từ Vancouver, Canada đi qua bên Victoria. Một cái đảo Victoria là nổi tiếng thế giới, đẹp lắm, bông nó trồng đẹp cực kỳ. Mà thầy nghĩ chắc thầy không đi tu, không biết cái
cái đời nào thầy mới được đi đến đó. Ở nhà chạy từng bữa ăn mà, dẫu cho mình giàu có cũng phải lo công ty, lo lính lát, lo con cái, với ai mà đi kiểu đó. Đi kiểu đó sập tiệm chết á. Nhưng mà thầy đi thầy thấy không có sập chùa. Chùa thầy nó càng ngày càng ngon. Trời ơi, mình nghĩ làm sao mình có cái cửa mình đi qua được Canada mình giảng ta. Vậy mà Phật tử coi trên cái đĩa này nè, mời thầy Nhàn qua, mà thầy chuyên môn thuê hội trường không. Thường quý thầy qua giảng là phải giảng trong chùa, để Phật tử á, người ta đến chùa người ta nghe. Chứ mở hội trường đôi khi không có ai phát tâm cúng dường hội trường á, hoặc là sợ Phật tử không đến mà. Còn thầy là cái đĩa thầy nó đi khắp nơi, cho nên thành ra sao, nghe thầy đến là họ tụ về. Cũng như hôm nay đâu có mời ai đâu mà tự nhiên kéo đến. Rồi sao, qua Victoria vô trong đó cái lên giảng. Giảng xong cái xuống, anh đó nói thưa thầy, mà hai vợ chồng cũng đẹp. Đẹp nghĩa là cái tướng, cái anh chàng thanh niên này chàng khoảng bốn mấy tuổi á, ba mấy bốn mươi á, mà nó cân xứng lắm, cân đối, tức là người nó cao ráo mà nó mập khỏe, nhìn nó đẹp lắm. Vợ cũng vậy luôn. Thì kêu chà, ở Victoria bên này bông hoa đẹp, hai vợ chồng cũng đẹp quá ha, có đứa con cũng xinh nữa, con trai. Anh mới đứng anh rưng rưng nước mắt, anh lạy ba lạy, anh kêu thầy cho con lạy ba lạy. Con nghĩ con phải về tới chùa thầy để con gặp thầy, mà nghe thầy giảng trên đĩa, mỗi lần chùa thầy 2-3 ngàn người, khó gặp lắm. Con đi vượt biên rồi còn nhỏ qua bên này, chưa khi nào về lại Việt Nam. Cái đĩa thầy, đĩa nào ra con cũng có. Mà lúc trước á, thì con mê Biribanai thôi, mê chết luôn. Mẹ nó nổi mà nghe Biribanai đến Vancouver là con cỡ nào con cũng bỏ, con vượt biển con đi qua bên đó, đi tàu qua bên đó coi. Nhưng mà bữa nay thôi con mê thầy dữ lắm. Tối nào không có thầy con ngủ không được. Nghe một cái đĩa giảng 2 tiếng đồng hồ, trong người nó lăn lăn thế nào. Thôi bữa nay Biribanai gì đó con bỏ hết, nó nai niết gì đó. Phim kiếm hiệp gì con bỏ hết. Con coi đĩa thầy mà con thấy tự nhiên an lạc. An lạc làm sao? Ngủ ngon thầy. Trời ơi, sáng dậy đúng giờ công phu nữa chứ. Lúc trước đi làm mệt mỏi về coi phim coi đồ xong sáng dậy không nổi bơ phờ. Mà sao tự nhiên coi đĩa của thầy sáng dậy ngon lành. Lạy Phật đồ tu ngon lành. Mà bữa nào mà không coi đĩa thầy bắt đầu là ngủ nướng à. Trời ơi, con coi đĩa thầy giờ con mê thầy, con quan hỷ con gặp thầy đây. Con quan có như là vợ chồng con cảm ơn thầy. Lúc trước cứ lục đục vợ nói qua chồng nói lại, cứ lục đục hoài. Từ khi nghe đĩa của thầy hai vợ chồng ai cũng nhịn hết. Nhịn thôi có cãi gì đâu, hai vợ chồng nhịn hết ai cãi. Lúc trước không nhịn hai vợ chồng cãi mà bà, giờ nhịn hết cãi gì nữa. Trời ơi, thôi con mừng quá. Con nói con không gặp thầy, con không gặp đĩa thầy, con không tụng kinh, chắc gia đình con bây giờ chắc cũng ly dị, cãi riết rồi chia tay chứ gì hả. Công nhận hay, công nhận những cái đĩa này nó tác dụng rất cao hả. Vì vậy cho nên thành ra mỗi lần mà đến một cái buổi giảng, quý vị thấy không, sáng thì lên cái thì bỏ ghế ra hết cho quý vị cùng ngồi công phu với thầy đó ạ. Cũng vô phim đó nghe. Khi ra ngoài kia cái thì chỉ mấy chú xếp ghế rồi vô hết để quý vị ngồi trên ghế. Nãy giờ 1 tiếng rưỡi mà ngồi dưới đất là gãy chân á, mỏi dữ á. Tức là những cái cách của thầy phải sắp xếp làm sao trong một cái buổi giảng đó người ta thích thú, người ta quan hỷ. Mà không những mấy chục người này mà khi lên mạng là mấy chục ngàn người thì sao? Pháp thí này nó hồi đáp lại là trí tuệ sáng suốt. Đây là một tài sản mà Phật nói là duy cuộc đời ta ra đời, ta để lại cái tài sản đó là trí tuệ. Trí tuệ đó lấy từ đâu? Từ Tam Tạng Kinh Điển, Kinh Luật Luận. Mà Kinh Luật Luận nói cái gì? Ta ra đời mục đích nói lại 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Lắng nghe nha. Chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, di thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Chư Phật ra đời cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nói đến bổn nguyện của Phật A Di Đà. Mà trong 48 lời nguyện đó, nguyện thứ 18 là 10 niệm giảng sanh là quan trọng. Thì như vậy câu A Di Đà Phật là quan trọng. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy Đức Phật A Di Đà lấy bao nhiêu công đức của Ngài hồi hướng trong danh hiệu. Cái này là quan trọng lắm đối với chúng sanh trong cõi này. Mà chúng sanh chúng ta thì không quen niệm và không tin để dùng.
Cho nên mình niệm sơ sơ, niệm tà tà, nó chưa cảm với mình nữa. Nhớ, nếu dành thời gian, thời gian là quen, thầy nghĩ chắc 3 tháng là quen, vài tháng là quen. Rồi mình niệm Phật, Phật niệm lại mình, công đức đủ rồi, muốn cái gì nó có cái đó. Thầy muốn làm một cái máy, trong đó có 200+ bài thuyết pháp của thầy, thì mỗi lần đặt là phải 2000 cái. Nhưng mà thầy đi giảng thì vận động Phật tử là nhanh lắm. Bây giờ thầy không có xây chùa mà thầy kêu thầy làm mấy đó, người ta cúng dường nhanh mà thầy không vận động. Thầy chỉ nói là đủ duyên thầy làm. Thì 2000 cái đó bao nhiêu? 1.8 tỷ. Một cái khoảng 900.000. 10 cái 9 triệu, 100 cái 900 triệu không ạ? Và 1000 cái 900 triệu chứ. Thì 2000 cái là 1.8 tỷ. Thầy nghĩ là chắc phải 2 năm sau thầy gom góp thì mới đủ 1.8 tỷ thầy làm 2000 cái đó. Không biết làm sao, đi giảng Canada với Mỹ một chuyến về đủ. Không xin nha, không xin. Phước từ đâu? Phước báu tiền bạc đó từ đâu? Từ cái công đức thầy bố thí pháp á. Khi muốn cái nó hội tụ vô lại. Đây là ngân hàng của Phật A Di Đà. Giữ công đức giùm mình khi mình cần cái nó tới, hiểu không? Còn ngân hàng ở đây lơ tơ mơ nó sụp tiệm một thọ mạng hết là mình bó tay không có xài nó được. Hiểu không? Thì thầy tin tưởng công đức pháp thí, khi thầy cần làm 2000 cái máy, 1.8 tỷ cái nó tới. Bây giờ có 1.8 tỷ là giờ làm sao đây? Không đủ duyên. Có nhân là có tiền, không đủ duyên. Tự nhiên cái anh chàng ở dưới Cần Thơ nói thầy, con thấy cái đĩa thầy đi Hồng Kông gặp Hòa Thượng, mà cái anh đó anh dịch cũng không được đạt lắm, khi nào thầy đi thầy kêu con để con dịch cho thầy. Thầy mới, ô anh biết tiếng Hồng Kông, Đài Loan, anh biết tiếng phổ thông, thôi anh lấy cái máy này nè, anh đi tìm giùm thầy cái địa chỉ để thầy làm. Cái anh Phi Long này anh đi qua tới đó, anh tìm riết sao biết không, gặp được cái chỗ đó, bắt đầu thầy làm. Làm xong 2000 cái này cho hết rồi. Trong đó nó có niệm Phật. Bây giờ thầy nghĩ thầy bỏ lời thuyết pháp trong đó xong không á, người ta nghe thuyết pháp mà người ta mà nghe mà người ta tập trung, người ta thích thú, người ta nghe hoài không chán. Cũng như thầy nghe đĩa Hòa Thượng Tịnh Không, nghe mấy năm nay thầy không chán. Còn một số Phật tử nghe đĩa thầy cũng không chán. Không chán thì sao? Không bỏ. Còn một số người nghe chán là người ta bỏ không á. Hoặc họ rút cái sim ra đó, nó có cái thẻ nhớ 32GB á. Thì thầy nghiên cứu bây giờ làm sao họ khỏi rút cái thẻ ra, thầy lấy keo thầy hàng chết luôn, đập cái máy ra mới lấy được. Phải tính toán cho họ rút cái xẻ ra, họ bỏ phim kiếm hiệp bỏ con sao đó. Mình phải tính toán chứ. Cái bà đó bà kêu trời ơi, công nhận thầy khôn thiệt, cái trời thầy tu mà không khôn. Bà kêu thầy dán cái thẻ đó là bó tay rồi không rút được. Rồi 200 bài thuyết pháp gom 7 năm nay, cũ có mới có, cái đó là kho báu của thầy á nghe, gom lại trong cái máy. Bây giờ không cần lên internet, cứ bật lên là nghe, nó gọn như vậy đó. Đang giới thiệu thích nhớ mà hết rồi. Thì ý muốn nói là khi mình muốn làm cái gì thì phước báu đến với mình. Phước báu là thí dụ mình muốn mua căn nhà đi thì nó có tiền đến với mình là phước báu, phải không ạ? Nhưng mà nghe nè, phước báu mà không có công đức thì không điều chỉnh được phước báu. Không điều chỉnh là sao? Nghĩa là mình có tiền, có đất, rồi đại khái là tài sản mình rất lớn, nhưng mà mình muốn hoán chuyển á. Mình muốn hoán chuyển tức là mình bóc cái đất này, mình bỏ qua cái chuyện xây nhà, rồi mình muốn bán cái nhà này để mình đầu tư vô trong một công việc làm ăn. Rồi mình muốn lấy công việc làm ăn đó nó đẻ ra tiền á, mình chi ra chuyện khác, để nghĩa là theo ý mình á, cái của đó theo ý mình á, và sự nghiệp đó theo ý mình á. Thì không phải cái đầu óc mình tính toán nó ra, có nhiều người tính không ra, mà có công đức Phật gia trì, bắt đầu mình bóc của chỗ này mình bỏ qua chỗ kia, mình điều chỉnh được. Hiểu cái nào? Có nhiều người ta có đất quá trời luôn mà muốn bán để mà làm thì người ta chưa bán được, không có tiền trong túi luôn, họ thiếu phước, không có tiền trong túi luôn, xây sở không nổi luôn. Có cái cô có bán cái nhà, có bán hoài vô trả giá rồi nó cứ đi miết, mà trong khi đó là đang nợ ngân hàng, mà cái tiền đó mình lấy mình bỏ ra ngân hàng trả không được. Cứ nghĩ là mình thay đổi nó không được theo ý muốn mình, cái của nó không theo ý muốn mình. Có phước nhưng mà không có đức, cho nên nó không có theo ý muốn mình được, hiểu không? Nhưng mà lạ nghe, người có đức thì họ xây chuyển được, họ sắp xếp theo ý muốn họ.
Hiểu không? Cái đức đó giờ làm sao? Cho nên thành ra Đức Phật là một người kinh doanh cũng giỏi, có nghĩa là người có đại trí tuệ rồi. Cho cái người học Phật là người ta không có lỗ. Cái người học Phật không có lỗ, bởi vì cái tài sản của Phật là nó vô giá lắm. Trên cả cuộc đời thầy đã đeo đuổi Phật pháp. Để làm gì vậy? Để mình giúp lại cho người khác. Cái giá trị về Phật pháp mà mình hiểu được một câu mình làm, nó lợi ích cho cả cuộc đời mình luôn. Dưới sợ như vậy. Vì vậy cho nên thành ra cái người mà có trí tuệ, người ta thích làm cái gốc hơn là người ta hưởng cái ngọn. Người ta thích bón phân tưới nước hơn là người ta hái trái. Cho nên Bồ Tát thì thích làm nhân hơn là hưởng quả. Còn chúng sanh chúng ta là thích hưởng quả hơn là làm nhân. Thích hưởng quả là mình muốn làm sao cho có của cải vật chất. Của cải vật chất đó là cái nhân của mình làm phước, bây giờ mình muốn hưởng. Còn Bồ Tát thì cứ muốn làm nhân rồi cái quả nó tự đến với mình. Nếu không làm nhân thì không có quả. Nếu không có nhân bố thí tài, trong mạng không có tài, làm gì cũng sụp tiệm hết trơn. Muốn cũng có luôn. Mà trong mạng mình, trong nhân có tài rồi, làm chơi mới ăn thiệt. Lạ. Trong nhân mạng của mình có thọ mạng rồi, không muốn sống lâu, nó cũng sống lâu. Lạ. Trong nhân mạng mình rồi, trong nhân mạng của mình không có thọ mạng, muốn sống lâu cũng chết sớm. Bác sĩ gì cũng, bác sĩ đi qua tới Mỹ rồi chữa bệnh, bác sĩ cũng bó tay, tìm không ra bệnh, chết. Cho nên thành ra hai cái nhân mà hôm nay thầy đang làm nè. Cái nhân thứ nhất là kéo dài thọ mạng, là ăn chay phóng sanh, khuyến khích người ăn chay phóng sanh để kéo dài thọ mạng. Cái nhân thứ hai là bố thí pháp để trí tuệ sáng suốt. Hai cái nhân này làm thì cái quả khắc nó có. Mỗi lần ra mà gặp ở chỗ nào phóng sanh là thích lắm. Mình đi, người ta tuyên bố mình, bác sĩ nói 3 tháng nữa chết, sợ không? Còn con chim chiều nó chết, khi cứu được một con nó sống thêm 2-3 ngày, hồi nãy nó bay vậy đó. Tức thì cái nhân của mình được thọ mạng kéo dài, là cái quả mình sẽ sống lâu. Thầy tin điều này, tin lắm. Hồi nãy nói ông cụ này, ông cụ ba chồng của cô Thí, hôm qua Mỹ có đứa cháu, nó thấy con sóc từ ở trên cây chạy xuống. Ô, nó mừng quá, con sóc, để con chạy vô con lấy thức ăn cho nó. Ông cụ này kêu thôi, con ngồi đó đi, để bác vô bác lấy thức ăn cho nó. Để ông vô ông lấy thức ăn ra, cầm miếng bánh mì đưa cho nó. Nó thảy ra cái con sóc chạy tới ăn, nó vỗ tay, nó mừng quá trời luôn. Ô cha, con sóc nó ăn bánh mì rồi. Còn mình ở đây sao? Thôi để bà vô bà lấy cái ná, để ông vô ông lấy cái ná, dạy cho con cháu mình vậy đó. Kề ra kích lật ngửa, mang vô làm thịt. Bên này sao mà nó sát sanh quá đi. Bên đó thịt nó đóng đồ hộp lại, đứa nhỏ không thấy sát sanh. Mấy đứa nhỏ bên Mỹ về mà nó thấy mình cầm cái rủi á, quay quay, tại sao giết nó, sao vậy? Bên đó nó không thấy vụ đó. Cho nên thọ mạng mình nó ngắn. Cái người Đài Loan người ta phóng sanh nhiều, cho nên thành ra qua Đài Loan thì thấy trai cũng như gái, người nào nhìn cái mặt cũng đẹp, mà nhìn họ họ chung chung với nhau hết, họ rất là đẹp. Mà thêm gì nữa, họ sống rất là thọ. Cho nên Phật dạy là phóng sanh là thọ mạng kéo dài mà, không sát sanh là thọ mạng kéo dài mà, ăn chay là thọ mạng kéo dài. Mấy đứa nhỏ nó nhìn nó thấy con vật nó thương. Thầy đến Vancouver thầy thấy dịch trời á, nó nằm đầy hết trơn, nó đi chơi rồi mình tới gần nó chơi. Còn mình bây giờ chắc nó vô nồi hết rồi. Rồi quý vị biết bên Canada, thầy đang đi ngang qua, có một cái cầu thiệt là lớn mà đẹp, mà sao trên cái cầu đó không có xe chạy, đất. Ông hỏi, ủa sao cái cầu trên đó, cái cầu này gác ngang qua đường cao tốc, mà đường cao tốc nó nhiều len, 5-7 len một cái cầu nó đi qua, thầy nghĩ chắc nó làm nhiều tiền lắm. Thì cái ủa sao kỳ vậy ta, cái cầu này mà không có xe chạy nó làm chi? Người ta nói làm cho thú nó đi qua để xe khỏi cán. Trời ơi, nó thương số vật dữ người ta. Hai hàng rào, mình chạy không biết bao nhiêu cây số mà nó rào hàng rào. Cứ thỉnh thoảng một đoạn cái nó có cái cầu đi qua cho thú đi qua đi lại nó chơi, biết không? Mình nghĩ chắc xây nó nhiều tiền lắm, làm cái cầu nhiều tiền lắm. Còn hai bên nó rào lại cho khỏi chạy qua cán.
văn minh, thương thú vật. Ăn thì họ vẫn ăn, bởi vì họ không biết cái đạo lý nhân quả, cho nên họ ra mua đồ hộp là ăn không à, chứ còn không giết. Cái luật của họ là giết con vịt, con chim, con đồ là mình bị ở tù bắt để thú sống. Còn loại nào giết ăn, ăn loại nào cho nó hòa hợp với mình hòa hợp. Ở Canada nó có một cái chỗ mình muốn đi vô, mình vô một cái thôn trang đó đó, thì qua một cái cầu mà người ta ra nhìn mặt mình, người ta coi thử coi mình có đáng cho vô trong đó coi hay không. Và khi vô trong đó đó là thú sống với người rồi thú tự chết, không biết ăn thịt. Ăn của nó là gì? Thức ăn của họ là gì? Đào lỗ, trồng khoai, trồng rau ăn. Tuổi thọ người nào cũng 120 là bình thường. Bữa đó có Phật tử nói thầy, thầy vô một cái làng trường thọ bên này không? Hỏi đâu vậy? Ở bên Vancouver nó có một cái làng trường thọ. Vô đó tuổi thọ kéo dài, người ta sống trong đó với thiên nhiên. Nhưng mà thường những người nào nhìn mặt họ thấy, họ thấy hiền lành, chắc là ăn chay họ mới cho vô quá. Thì vô trong đó không có cho vô. Mà vô cái làng đó không phải là dễ, cái thôn trang đó không phải dễ. Mà quý vị biết tuổi thọ người ta nhiêu không? 120 là bình thường. Họ sống với thiên nhiên, họ ăn loài thảo mộc, loài rau cỏ, họ lại sống lâu quý vị. Còn mình ăn đồ hộp, mình ăn những cái thức ăn mà nó có, nó có cái gì đó quá chắc, ăn độc, uống độc, nghĩ độc. Phật nói tham sân si là tam độc. Ăn thịt có chất độc, Ấn Quang Đại Sư nói. Uống độc, bia, rượu, đồ có quá chất, nước có quá chất, ga quá chất để bảo dưỡng, thì thọ mạng phải hết sớm. Thọ mạng hết sớm. Muốn kéo dài thọ mạng, nghĩ là nghĩ công đức của Phật, là niệm Phật. Nghĩ dành thời gian tụng kinh, giảm bớt cái lượng nghĩ độc. Ăn chay, uống nước trong bình thường, thì chắc là thọ mạng mình sẽ kéo dài, chắc chắn như vậy. Cho nên thấy ông cụ mà 82 tuổi mà ông còn lái Honda, ông đi được. Ông kêu thôi mình đi chậm cho chắc, người ta đi 50 mình đi 30 được rồi. 82 tuổi mà lái xe đi. Đời này ông không có ăn chay, ví dụ vậy đó, đời này không có niệm Phật, nhưng đời trước ông có tích lũy, thì thọ mạng mới kéo dài. Cho nên cái thọ mạng mình 30, 40 không phải là ông trời ông định mình là phải sống nhiêu đó, mà do cái nghiệp mình nó định. Nhưng kéo dài được không? Được. Nghiệp bất định kéo dài được là nhờ công đức niệm Phật, lạy Phật, phóng sanh, kéo dài thêm. Nhưng ít có ai để ý đến chuyện này, phải không ạ? Ở trong này có ai biết khi nào mình chết chưa? Biết không? Ai biết thọ mạng của mình không? Các A-la-hán, người ta chứng A-la-hán được, người ta biết thọ mạng của người ta 500 đời trước, chết bao nhiêu tuổi, sống làm cái gì, và đến đời này 500 đời sau họ đi đâu là họ đắc A-la-hán. Còn thầy cũng không biết, quý vị cũng không biết ở chừng ngày mai. Không phải hù dọa mà nó là như vậy đó. Nhưng ngày mai chưa chết thì nó nghĩ chắc thôi khỏi nghĩ đi, từ từ nó chết, từ từ lúc nào bệnh gần chết rồi tính sau. Tính không kịp, không kịp, không kịp tính nữa. Lúc đó lạy Phật một lạy, lạy không nổi nữa, bệnh rồi mà. Cần hơi thở, cần không được nữa, nó chỉ từ cần cổ nó ra. Vậy là gần đi rồi nghe. Thấy cái cảnh đó không? Thầy trong phòng con niệm thầy thấy cái cảnh này hoài. Mình thấy đến nỗi là mình thấy đến nỗi mà mình nghĩ đến mình luôn. Thấy đến nỗi mình nghĩ đến mình đó. Thì bây giờ mình cũng kéo dài hơi thở, cái vào thọ mạng thì sao? Thôi chịu khổ đi, hồi trước mình ăn quen cái miệng là mình ăn mặn rồi, thôi bây giờ mình ăn chay đi. Ăn chay để đổi lại cái hệ số là thọ mạng kéo dài, dài gì không ăn. Đúng không? Niệm Phật, lạy Phật, thờ Phật, khuyến khích người ta để trí tuệ mình sáng suốt, để mình tính toán mọi công việc trong cuộc sống, dạy gì mình không làm. Trừ trường hợp người ta không biết thôi, chứ bây giờ mình biết rồi mình làm chứ. Mình làm sơ sơ, làm tà tà nó có không? Không. Làm gắt á, siêng năng chút ạ. Làm cái việc gì cũng phải chịu khó đầu tư. Quý vị biết đầu tư cái bộ tượng này 3 năm. Và cái người này người ta phải thích tượng Phật, người ta bỏ tiền ra mới thỉnh về tới đây. Mất thời gian. Thấy không? Ủa 12 giờ rồi, nhanh vậy. Chiều nay còn xuống dưới kia nữa chứ. Ngồi gió thổi hiu hiu mát sướng ha. Giờ nghe đến 2 giờ cũng được á. Lạ lắm nha. Cái cách nói chuyện của thầy cứ càng nói về sau là càng hấp dẫn, càng hấp dẫn.
Cái người mà người ta soạn trước, người ta nói chập cái khô vốn à. Còn cái vốn của thầy là từ cái công đức niệm Phật, cho nên cái người niệm Phật người ta có một cái biện tài vô ngại, nói lưu lót, nói người ta nghe. Lạ lắm nha, cái biện tài vô ngại của công đức niệm Phật thù thắng lắm á, hay lắm á. Mà cái người niệm Phật người ta mới có cái này, mà cái người niệm Phật người ta mới tin. Mà phải cũng niệm siêng chút chứ, niệm mà làm biến, niệm niệm tà tà để Di Đà gia hộ thì nó cũng khó nha. Niệm rai rai để Như Lai gia hộ cũng khó, phải niệm cho nó gắt gắt một chút nha. Nhưng mà nghe lạ lắm nha, cái chuyện gì nó đến với mình khi niệm Phật cái nó bắt đầu nó điềm tĩnh, điềm tĩnh để nó giải quyết, gọi là định tĩnh đó. Định tĩnh này quan trọng lắm nha, không là nó rối á. Vừa rồi chùa thầy phải nói là gặp một cái rối, mà rối con rối cũng dữ dội á. Cho nên sáng cô Thí cô nói thầy không biết sao thầy niệm Phật, sao Phật gia hộ, thầy có trí tuệ thầy mới sắp xếp vừa rồi nó mới ổn. Rối coi như là 44 năm, năm nay mới, năm vừa rồi mới gặp là nó rối. Nhưng mà gì, nó vượt qua một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ổn thỏa, toàn thế giới biết, đâu phải đơn giản. Cho nên hôm nay thầy dùng cái internet này để giảng cho toàn thế giới biết. Đang chuẩn bị làm chương trình này, có anh chàng đệ tử bên San Jose miền Bắc Cali, nó bỏ 200.000 đô, là 4 tỷ nó làm cái phần mềm. Về sau quý vị vô vô lượng thọ.vn hoặc vệ tinh tv.com đó, kéo cái phần mềm đó xuống, cài vô điện thoại Samsung, iPhone, iPad, vô trong vi tính, vô trong TV có wifi internet, cài vô đó. Thầy lạy lễ vía Quan Âm trên TV toàn thế giới lạy theo. Năm nay lạy một lần cuối ở Đại Tùng Lâm, năm nào cũng 60.000 người nha. Lạy lần cuối ở Đại Tùng Lâm rồi không tổ chức lạy Đại Tùng Lâm nữa. Có nhiều người hỏi vì sao. Thấy cũng buồn, không biết lý do gì trong chùa mà sao nó giật dọc móc túi, giật dây chuyền, nó làm dữ quá. Cho nên dặn vậy để chừng gì, đi đừng có mang tiền nhiều, đừng có mang dây chuyền, để ở nhà hết đi. Mang dép mà gần đứt phải không, nó đổi cho mình dép mới được. Cho mang dép mới nó đổi dép đứt hết á. Rồi sao nữa, nó không có cái môi trường ổn định. Rộng mà nằm ngoài đất cát 60.000 người nằm tràn lan đại hải, thì kêu thôi bây giờ ở nhà đi, ngồi trên tivi, để trên bàn thờ có một cái tivi hoặc trong phòng, nghe thầy giảng trực tiếp, giống như mình coi VTV1 nó đang phát trực tiếp. Cái hệ thống này nó làm phải mất 200.000 đô, 3 tháng trời mà 1-2 giờ khuya nó làm đến thời gian đó. Kéo xuống cài vô cái là thầy giảng, quý vị ngồi y dày luôn nghe trực tiếp. Đang phát triển Phật Pháp truyền qua đường truyền internet, vô những cái công nghệ này. Cho nên về sắm một cái tivi cho đẹp, khoảng 65 inch, hình như 100 triệu một cái. Để cho chỗ bàn thờ, gắn internet vô, kéo phần mềm, ứng dụng vệ tinh tivi cài vô. Còn không có tiền thì tivi bình thường khoảng 2-3 triệu, 4 triệu cũng có một cái tivi để nó công nghệ mới, gắn internet được rồi. Còn không có tiền nữa thì sao? Làm cái điện thoại gọn gọn Samsung hoặc iPhone cũng cài vô được, ngồi bất cứ chỗ nào cũng nghe thầy giảng. Thầy đang phát triển qua cái hướng này, khỏi mất thời gian, bữa nay bỏ công ăn chuyện làm, đang bán hàng, đang nghe thầy nhàn giảng cũng được. Đang phát triển qua cái hướng này. Một vài tuần nữa là nó xong cái chương trình này. Biết sao ông này ông chịu hộ pháp, ông gia trẻ, ông hoan hỷ, ông bỏ đến mấy tỷ bạc, ông làm cái chương trình này cho thầy để thầy giảng. Cộng lại ông cũng có thể phát đài lên trên đó được. Phát đài lên trên đó được. Đang phát triển về hướng này. Và sở dĩ mà thành tựu được cái đạo tràng là từ các cụ mà ra. 5 cụ, 10 cụ, 20 cụ, 800 cụ hàng ngày niệm Phật, đều chùa nó phát triển. Mà chỗ nào có niệm Phật thì Phật đã đến đó gia trì, cho nên chùa nó phát triển. Quý vị biết không, ngồi tại đây mà sáng suốt tỉnh táo để mà giảng, 500 người đang ở nhà mà thầy tỉnh bơ, ăn ngon ngủ yên, đi vui vẻ, không phải là dễ nha. Không phải là dễ. 1.500 người vẫn ăn ngon ngủ yên, một tháng 2 tỷ, bây giờ rút lại còn 500 người, một tháng 500 triệu, vẫn bình thản. Quý vị thấy vẻ mặt của thầy phải không, phải lo toan nhiều phải không?
không phải già rồi rầu rĩ râu ria ra rậm rạp phải không? Quý vị có mấy người thôi mà nó thiếu tiền, thiếu đồ, đủ thứ đúng không? Thì thấy lạ nghe. Nhưng mà lạ nghe, 1.500 người một sáng xài 2 tỷ, nhưng 500 người một tháng xài 500 triệu Phật cũng gia hộ đủ. Có nghĩa là số lượng người nhiều cũng là Phật gia hộ đủ, số lượng ít Phật gia hộ cũng đủ. Giờ nó vừa đủ hết, ở đâu vô đó. Cho nên thầy thấy cái duyên mà nuôi các cụ già thù thắng về sau cố gắng thì phát triển. Vì sao biết không? Phát triển để nuôi các cụ già. Sao mấy đứa nhỏ mình không có duyên nuôi nó? Có những ngôi chùa nuôi mấy đứa nhỏ mới đẻ xong thả vô đó, bị dị tật á mà, nuôi không được. Mới đẻ bỏ vô trong đó nó khóc que que, nó đội bú, mình sửa đâu cho bú, nó chết thôi thôi. Mấy đứa nhỏ không có duyên thôi, để chỗ khác. Mình nuôi mấy bà già. Nuôi mấy bà già mà không còn lo lắng gì hết bên niệm Phật. Cho nên tương lai thì có cái chương trình sẽ nuôi những cụ già bài bản. Vừa rồi trong đó chưa có đủ nhân viên thù thắng, là chưa có xây phòng ốc cho nó đầy đủ. Vì số lượng người kéo lên nhiều quá, cho nên thành ra cái vấn đề xin xây dựng nó cũng khó. Cứ dừng tôn mà ở thôi. Cho nên gửi xuống hai cái chùa kia thì nó xây dựng bài bản. Cho nên tương lai thầy sẽ làm một cái chỗ nuôi dưỡng các cụ già cao cấp, miễn phí hoàn toàn. Miễn phí hoàn toàn. Nuôi các cụ già cao cấp, nghĩa là phòng ốc hai người phòng, hai người phòng, cái nhà vệ sinh sạch sẽ, giường đồ mình làm cho bài bản, niệm kim đan hút hơi cho nằm khỏe, tối cho uống ensu đồ chứ không phải uống bột bình thường. Cái tâm mình càng rộng lượng, phát tâm là có Phật gia hộ à. Cho nên tương lai thích nuôi các cụ già. Chừng quý vị già về với thầy nha, yên tâm nha. Nhiều lúc già mình có tiền mà con cái nó quản lý hết nha, rồi ông chồng cũng không thương mình nữa, thôi về ở thầy nhàn cho nó sống, ở chùa thầy nhàn chứ quá.